Có cái bà kia bà đó là chồng bà là không ngó ngàng tới bà từ khi mà bà đẻ hai đứa con tới giờ. Bà buồn thiệt là buồn mà bà cô đơn, đừng có nói cô đơn quý vị, thiệt. Chồng mà nó không ngó ngàng cô đơn thiệt chứ quý vị. Bây giờ nó không để ý thì tới, nhưng mà bây giờ đưa cái mặt kế bên nó cũng không nhìn luôn mà. Không nhìn chứ đừng nói mà nó huynh. Nó không thương, nó không để ý. Lúc xưa trước thì nó đòi hung, bây giờ nó không hung một miếng. Tò nó không nhìn ngó, nó không quan tâm, nó không ngó ngàng, nó không nhìn. Giết mà bà cô đơn có héo hon như hoa lục bình. Cho dạ không có bờ bến. Nó buồn gì đâu buồn. Cuối cùng mà mới gặp những đức. Gặp những buổi giảng những đức. Bà nghe bắt đầu bà nói, thì ra bây giờ hoa lục bình này có chỗ đỡ bến bờ để đậu. Lời hoa lúc trước tới giờ là không có bến đậu luôn quý vị. Bà nói bà giống như bây giờ bà thành kẻ cô đơn mà chơi dơ giữa dòng nước vậy. Thấy khổ ghê không? Như một chiếc thuyền mà thả trôi sông mà không có bến đậu, quý vị thấy nó biết chiếc thuyền nó buồn cỡ nào chưa? Và cuối cùng bà nghe những đức giảng mới nói là có chỗ đậu rồi. À, quý vị biết rằng là mỗi ngày nghe bà trong phòng, lúc trước bà khóc không, bây giờ bà ở trong phòng bà bắt cái buổi giảng những đức lên, bà nằm kế bên những đức bà nghe. À, bà nằm kế bên bà nghe giảng. Ồ, quý vị ơi, bà nằm kế bên bà nghe giảng, bà nói công nhận cái hạnh phúc này nó không phải là hạnh phúc giữa vợ chồng, mà cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc cảm thấy bình yên khi được nương tựa. Hay ghê không? Tại vì cái hạnh phúc vợ chồng là nó có cái sự câu thúc giữa bản thân, nên có đó rồi mắc đó, nên bị bất an gì sợ mắc. Nhưng cái hạnh phúc vô hình gọi là an lạc giữa pháp vị, vô hình quý vị, đúng không? Nó không có hình tướng nhưng nó lại có đặt vào nội tâm, nó làm cho nội tâm mình được bình an. Và càng nghe thì cảm thấy bình an. Và cuối cùng cô ngộ ra cái gì? Thì ra là niềm vui của mình không phải tìm ở bên ngoài mà tự nội tâm của mình. Tự nội tâm mình là niềm vui quý vị ơi. À, cái nội tâm quý vị á. À, đó. Mà cái nội tâm quý vị khi mà vui rồi đó nghe, là tức khắc quý vị biết là vượt qua tất cả những niềm vui của thế gian. Lúc đó quý vị biết rằng ở thế gian này quý vị là bậc thiện. Thiện đó, không có chuyện giỡn đâu. Rồi bắt đầu quý vị biết rằng nó mới quay lại cái nghiệp duyên. Trong cái thời gian bà cô đơn, nó không tìm bà để bà khổ đau. Đúng nghiệp quan gia ghê chưa. Khi mình muốn nó thì nó lại xa mình. Mà khi mình có chỗ an trụ vui thì nó lại tìm mình. Bớ một cái chặng thứ hai. Bớ kể nghe mà, chặng thứ hai là bắt đầu là tự nhiên không biết sao chồng mà nó bỏ hết cái cuộc chơi bên ngoài, nó về nó chơi với bà. Kinh khủng thiệt chàng có chạy. Nó nói rằng bao nhiêu ngày tháng nay nó cảm thấy rảnh rỗi vậy, mà bây giờ mình cảm thấy mình bị bỏ rơi cô đơn rồi, bây giờ mình vừa bám được một chiếc thuyền từ bi và an vui hạnh phúc, tự nhiên bây giờ nó tiếp tục nó quay lại. Nó quay lại vậy ghê thiệt chứ. Nó quay lại nó rủ chơi đủ cách. Ờ à, đúng là cái nghiệp duyên cái cõi đời thì nó ghê thì quý vị. À, nó làm bà này xây sẫm mặt mày hết. Thì lúc đó vị biết rằng là một bên đó thì hưởng cái thân xác thế gian, một bên đó là pháp vị. Tự nhiên lúc đó nó bị lưng tưng lại quý vị. Lúc này bà mới lưng tưng nè. Mấy vị thấy nghiệp duyên chưa? Đó. Nên lúc mà không còn vướng víu thì vướng được, víu được là an lạc Phật pháp. Nhưng khi nó quay ngược lại để nó đòi lại thì lúc đó bà lại lưng tưng lại. Lưng tưng trong cái dòng sống tình và dòng sống Phật pháp. Hai dòng sống này bà bị lưng tưng quý vị. Bà không bám được chỗ nào chứ. Lúc đó giống như bà là người bị động vậy đó. Nghĩa là nó cứ tìm bà là nó bị động suốt luôn. Rồi cuối cùng trong cái bị động, cái tình ái, bà không hưởng được cái pháp vị như cái lúc mà bà an lạc. Ghê không quý vị? Kinh chưa? Cái đoạn giảng này quan trọng nè.
hiểu không? Xong tự nhiên bà nhắn tin cho Nhân Đức một tin nhắn, Nhân Đức chia sẻ, Nhân Đức nói đã bị nó dụ dỗ khổ đau một lần rồi thì hãy tự khôn ngoan, đừng bị dụ dỗ nữa. Hiểu không? Rồi bà hỏi Nhân Đức con phải làm sao? Nhân Đức nói làm tròn trách nhiệm một người phụ nữ làm vợ người, nhưng đừng để nó lấy luôn sự an lạc của mình học Phật. Tự cô suy nghĩ đi. Làm tròn trách nhiệm làm vợ, người ta đến thì cũng làm chồng, mà người ta đi cũng làm chồng, vì quay lại cũng làm chồng, vì chúng ta vẫn còn làm vợ. Vậy thì giờ người ta bỏ cũng làm vợ, mà người ta quay lại thì cũng làm vợ, vì người ta chưa bỏ mình hoàn toàn. Thì bản thân mình phải làm vai trò làm vợ, nhưng mình đã trải qua những vai trò được thương và bị bỏ rơi và khổ đau. Bây giờ chúng ta vui từ Phật Pháp, đã nương được Phật Pháp, thì chúng ta phải trụ tâm vào Phật Pháp cho nó chắc. Còn những giây phút vui kia, chúng ta hãy nghĩ mình đã từng khổ, không bị gạt nữa. Đúng không? Dẫn diễn cảnh tự nhiên mà bản thân mình phải biết chỗ đậu, chỗ nào là chính nhất. Tự mình suy nghĩ. Bạn nghe một cái, bạn nói con cảm ơn thầy. Nhắn tin đó quý vị, nhắn tin một phát. Và bữa nay mới giảng chánh diện nè. Ghê chưa? Nói quý vị phải cẩn thận. Khi tu mà nó an lạc, bắt đầu nó khảo đảo, nó tìm kiếm, nó thương lạ kỳ à. Nó thương lạ lắm quý vị ơi. Là quý vị ừ. Có cái cô kia kìa, cổ 55 tuổi, 55 tuổi là cái ông chồng mà lúc trước tới bây giờ là đi bên ngoài, đi kiếm mèo bên ngoài không. Mà bà tu, bà nghe những đức giảng 2 năm bà cừ, 2 năm sau là bà trở thành con mèo. Ổng quay lại chụp con mèo là bả. Ổng không tìm mèo bên ngoài nữa. Mà lúc đó bả 55 tuổi. Bà hỏi Nhân Đức bây giờ kỳ cục quá trời kỳ cục của thầy. Thầy viết bây giờ con chịu hết nổi, con tức tối quá, bây giờ con muốn tu. Nhân Đức nói tu trong chỗ đó. Tu trong chỗ đó. Tại vì sao? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Cái đó mới đúng dùng câu này luôn đó quý vị. Thiếu nợ mà, nó quay lên ta đòi. Mà bà đỡ, bây giờ bà không có đẻ. 55 tuổi rồi đẻ gì nữa bây giờ. Không, ngờ, thấy không? Nó. Thì bà hỏi bây giờ con phải làm sao lấy được sự an lạc đó. Bà nói là mỗi lúc mỗi nơi niệm được câu nào thì niệm. Cái nói có những khi con niệm nó bụm miệng lại. Ghê thiệt chứ. Bà này bà niệm Phật nó bụm miệng lại. Nói, nó bụm miệng bà niệm trong tâm. Nói cảm ơn thầy nghĩa. Ghê không quý vị? Cái cõi đời này phải là khổ không nói hết không? Quá ghê gớm mà. Không, không Nhân Đức là nói thiệt quý vị biết nha. Nhân Đức rất là thương người nữ nhiều á. Tại vì sao? Vì người nữ nghe Nhân Đức giảng nhiều. Tại họ nghe mình nhiều, mình phải thương họ nhiều, trả lại cho họ nhiều quý vị. Còn người nam ít thì lâu lâu mới xẹt con mấy ông nam. Bây giờ bị coi nữ ngồi đông gì mà nam mấy ông có leo que vậy không? Lâu lâu có một mấy ông lạ lạ ở đâu cũng nghe mình giảng lại ở đây, thấy không? Lạ lạ vài ông à. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22 ông. Có 22 ông mà trong cái pháp hội người ta mà nữ gì nè. Vì nghĩ cỡ nào. Bây giờ mà nếu mà mình nói về mấy ông nam, mấy bà chỉ cần đứng lên cái là mấy ông với Nhân Đức tiêu. Kỹ như là thôi, mỗi bà mấy bức cộng tóc thôi. Bây giờ mấy ông cũng chuỗi lũi đó, giờ đó giờ. Hiểu không? Nó từ nơi đó mà thôi kệ. Mình dị người ta, mình khuyên người ta, thấy không? Với mình cũng thương người nữ là vì sao? Nữ là mẹ của mình. Chứ nữ, chứ mẹ mình là nữ, chứ không lẽ mẹ mình là ai chàng. Chứ không lẽ mẹ mình là bê đê. Hiểu không? Nó nữ là người nữ là mẹ của mình phải thương họ. Mà tội nghiệp mẹ ghê. Có cái cô đó cô trẻ lắm, cô mới bao mấy tuổi à. Cô lỡ cô gặp vậy đó cô nói thầy ơi thầy sao mà thầy thương phụ nữ quá, thầy giảng cho phụ nữ nhiều quá. Thầy ưu ái thầy nhắc người nữ nhiều quá thầy. Như Đức nói tại vì cô là mẹ của tôi. Nghe xanh mặt xanh mày chứ.
Nó rõ, trong kinh Phật nói rõ ràng, xem người nam là cha mình, người nữ là mẹ mình. Rõ ràng tôi nói cô là mẹ tôi là đúng rồi. Chứ ai. Nhưng mà chúng ta còn ở trong cái cõi này, lúc làm cha, lúc làm mẹ, rồi lúc làm vợ, lúc làm chồng, lúc làm anh, lúc làm em. Nên chúng ta sống trong cõi này là cái cõi loạn luân đó nha. Thay hình đổi xác nên không biết nhau. Nhưng mà còn trong lục đạo là còn trong căn nhà 6 tầng. Chúng ta có lúc thì chạy lên căn nhà cao nhất, có lúc thì chạy xuống căn nhà thấp nhất. Nên cuối cùng không gian không đồng. Cuối cùng chúng ta không biết đó là thăng bằng quyến thuộc. Tái sinh thay hình đổi xác, cuối cùng sống với nhau như vợ chồng, chứ thật sự đã từng là cha mẹ của nhau. Nghe không? Vì tụng trong kinh thì vì sẽ có cảm giác liền gì đâu. Nghe không? Nhưng mà nói vậy không phải để bị đá đổ tình cảm vợ chồng. Tại vì cái nhân ăn tình nó đã đến lúc phải đến. Cái nhân ăn tình đến lúc nó phải đến, nó sanh ái nhiệm. Vì cái mối ăn tình đó nó đã có cái nhân duyên, đến lúc chín mùi nó phải gặp nhau để sanh ra cái tâm đó đó. Chứ vị đừng có nghe gì bởi vì gặp chồng vì nói cha ơi cha. Cuối cùng tu tu xong nó quýt cho phù mỏ đó rồi, ai dạy mày mà. Thì khùng quá chợ. Tự nhiên mày kêu tao cha ơi cha là sao? Không có nhiều bà mà nó giảng cho rõ ràng nghe. Có gì bắt đầu lao nó thừa mình chết mộ luôn. Tự nhiên gặp đi tu về cái tự nhiên gặp chồng kêu cha ơi cha. Con lại cha. Tào lao quá trời tào lao. Thấy không? Nói là thời gian á, có nghĩa là lúc sanh diệt, rồi lúc mà tái sinh đồ này kia, nó thay hình đổi xác. Còn bây giờ thì nhân duyên trong cảnh nào thì sống theo cảnh nấy. Lúc làm anh em là anh em, lúc là vợ chồng là vợ chồng, lúc cha mẹ là cha mẹ. Làm sao đem Phật pháp mà nó áp dụng vào cái cuộc sống đó để mà chúng ta thông tình đạt lý. Giống như diễn vai, đã là diễn thì phải diễn cho tới. No. Đã diễn thì diễn cho nó tới luôn. No. Đã diễn làm vợ thì diễn cho nó mùi mặn làm vợ. Đã diễn làm chồng thì diễn cho mùi mặn làm chồng. Nếu đã diễn làm con thì diễn đúng vai làm con hiếu thảo. Mỗi vai trò nên diễn cho đúng đi quý vị ơi. Hiểu không? Vì cứ tin đi, sớm muộn gì Phật A Di Đà cũng đến rước chúng ta về cực lạc à. Cái diễn đi, diễn đúng vai trò mình, cho nó đúng vai trò đàng hoàng đi, đừng có đi ngược lên vấn đề. Nên Phật dạy nhẵn nhỏ thành tụ nhỏ, nhẵn lớn thành tụ lớn. Hiểu nhưng mà nhẵn là do gì? Cái vai phải diễn. Giống như khuyên ảnh cả lương có cái vai ác, phải đóng vai ác. Làm sao cho người ta ghét mình, vai ác nó mới đạt. Còn đóng vai hiền, làm sao cho người ta khóc thì mới đóng vai hiền. Nó còn những đức là giống đóng vai ác ma quỷ sứ. Phật đạo giải thoát đều có hết. Tại vì sao? Có mình làm vai này nên mình làm tới. Làm đủ vai luôn quý vị. Tại chi mà có 4-5 người cùng diễn thì còn diễn vai qua lại nhau. Giờ có mình đây diễn thì mình diễn tới luôn. Một mình kim cắt vai. Chứ sao bây giờ mình kim các vai luôn, nên có những lúc hung sùng dữ dằn, những lúc không có những lúc giảng pháp thấy dễ thương đúng không, có những lúc cái mặt có những lúc mà đứng ở nhà ăn nói chuyện cười hú hí, có những lúc mà bước xuống la ông sùm chứ, nhìn thấy ghê, giống quỷ sứ. Phải diễn quý vị. Rồi tự nhiên bữa sau vui lại thì tự nhiên mới thấy cảm giác đặc biệt. Chứ ngày nào mà cũng vui hoài luôn, viết giống nhàm. Còn gì quý vị, cả từng lễ mới quay về đây một lần. Nên phải làm cho bị vui. Thấy không? Từng lễ quay lại mà. Nên quý vị mới ngồi được chứ, mà từng nào mà lỡ đây cũng... Ai mà lỡ đây từng nào lên đây cũng bị chữ cho lỡ đây làm gì cho nó mệt thêm. Mấy đứa nít nó chạy mất dép hết chứ. Không nít nào dám lỡ đây. Nó bị chữ rồi sao lỡ đây làm chi. Thôi mẹ ơi mẹ, con có lỡ đâu. Thầy cũng hung dữ quá trời hung dữ luôn. Chữ hơn cái gì luôn.
mỏ nhọn không chữ hơn cái gì đó, ai chịu đổi ổng. Nghĩ đi, ai mà lỡ chùa mà bảo đảm mấy cái bà ngồi phía trên này, bà không có bao giờ mới canh phía trên này đâu. Tại vì bà ngồi phía trên nó văn miệng chúng mấy bà chứ, sân si nó văn miệng chúng mấy bà. Tại vì ở phía trên nó hấp dẫn, vui quá, nghe không? Ngồi gần với nhau, bốn mắt nhìn nhau, nó cảm giác thù thắng. Còn mấy người ngồi tối phía sau, dù có nhìn nhau đi chăng nữa cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Quý vị biết rằng giữa hai con mắt mà nhìn nhau mà là cảm giác á, là do gì? Chúng ta thấy được chồng con mắt của nhau 100% quý vị luôn á. Chứ bây giờ mà nhìn mà không thấy chồng con mắt thì sao quý vị có cái cảm giác thu hút từ con mắt? Phật pháp cũng vậy thôi, đúng không? Nhưng mà cái pháp vị nó hay lắm, cái vị nó lan tỏa rộng lắm. Chỉ cần ngồi trong cái pháp hội thôi nó đã thù thắng. Nhưng cái trực diện mà nếu mà giảng mà sát nút kế bên, nó không, quý vị không ngủ gục được luôn, tỉnh táo luôn. Bây giờ cái người ngồi phía trên này mà ngủ gục nữa thôi, những đức bay xuống, những đức như đức moi mắt luôn, chứ đừng có nói mà để con mắt quyền chi. Tại vì sao? Chứ ngồi kế bên luôn bởi vì ngủ cái gì? Ngồi kế bên mà ngủ như đức nhảy xuống như đức má. Trời ơi, cái xanh mặt xanh bài ai mà dám ngủ quý vị? Trời ơi, thầy cũng hung dữ tới ghê vậy chị, thấy không? Nó nên từ nơi đó quý vị biết, làm sao không biết. Nhưng mà từ hồi nãy như đức giảng tới bây giờ, quý vị cười đã bao nhiêu nụ cười, quý vị có đếm chưa? Đúng không? Quá trời nụ cười đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà cái nụ cười này nó tích tụ năng lượng cho quý vị đó. Rồi chiều nay thứ bảy bắt đầu người ta cười nữa nè. Rồi ngày mai chủ nhật cười dữ dằn nữa nè. Nên mỗi tuần mà quý vị đi đến chùa mình là tích tụ năng lượng dữ lắm. Mà cái năng lượng này bị về nhà bị tu đặc biệt, giống như có nguồn năng lượng cho vị tu. Nhớ hai thời đừng có bỏ, nghe không? Hai cái thời tu quan trọng lắm á. Hai thời tu sáng tối cực kỳ quan trọng luôn. Nhà xung quanh bắt niệm Phật đầy hết á, đi đâu nghe niệm Phật chứ. Chuột dán ảnh ương gì cũng nghe. Bắt giết đi. Thì không kể vị nghe cái câu chuyện mà cái bà đó mà khi mà bà thích nghe pháp như đức giảng á, rồi sau này bà có bầu. Thì có chồng mà có bầu thôi, chứ không phải nghe giảng pháp mà có bầu kìa. Cái bà này kỳ cục lắm. Bà ưa hiểu lầm nó tự nhiên. Mình nói tắt ngang á, nghe giảng pháp mà có bầu. Mình phải tưởng nó tờ nghe giảng pháp mà cũng có bầu nó tới ghê. Xong rồi bà có chồng mà có bầu mà thích nghe mình giảng pháp. Bà nghe đến giảng cái đoạn mà nói là bây giờ mà nghe giảng mà nhìn mình hoài, sau này đứa con sinh ra mỏ nhọn quét giống hình mình. Lúc mà bà có bầu quý vị, lúc bà có bầu bà không có coi có hình, không coi có hình, bà sợ, sợ là cái mặt giống hệt mình luôn. Rồi chồng bà ghen quýnh bà chết mồ. Rồi cuối cùng bà nghe MP3 không, rồi bà cũng nghe bà cười sặc 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 sặc, bà nghe MP3 không, cuối cùng bà sanh ra mặt mày nó không có giống cái miệng. Tay đức giảng quý vị mà ngộ ghê. Ẩm thằng nhỏ lại mỏ nhọn quét quý vị ơi. Mấy vị tin không, nó gặp những đức một cái nghe nó xíu xíu thôi, nó nhìn như đứa làm nè. Vậy nó nói sau này mày cười y gan tao luôn cho mày biết. Không mà thật sự mà nói, mà nếu sanh ra đứa con mà giống những đức mà sau này như những đức cũng ngon lắm mấy quý vị. Đúng quý vị. Ừ, mỏ nhọn kệ mồ nó, miễn nó giảng pháp nó nói chuyện vui thôi chứ. Còn hơn mấy đứa mà cái mỏ đẹp mà nó không giảng pháp, được cái gì đâu, kệ nhọn hay gì kệ. Nên mai mốt chuyển pháp danh luôn, thích nhận nhọn. Rồi, cái tên thích nhận đứa con là gì, chỉ thích nhận nhọn. Không, bây giờ như đứa có nhiều tên lắm nghe quý vị.
ông thầy 3.000 lại, rồi ông thầy số 1 thích những nhọn, thích những hai hàng, thôi kệ cái gì cũng được, miễn làm cho người ta vui là được rồi, đúng quý vị không? Đó, nên Phật pháp nó hay lắm quý vị. Phật pháp là một phương pháp, một phương pháp đối nhân xử thế, một phương pháp đối người tiếp vật, một phương pháp được thành tựu sự nghiệp thế gian, xuất thế gian, một phương pháp mình vui giúp người vui. Nghĩa là Phật pháp là nó đa dạng phương pháp để lìa khổ được vui, mà lìa khổ hiện đời được vui hiện đời, lìa khổ vô lượng kiếp được vui vô lượng kiếp. Nhà Phật có phương pháp dạy vậy, hay vậy đó. Chính Hoàng Tăng như Đức học Phật là được niềm vui này rõ ràng luôn nè. Kính đạo quý vị, kính đạo nên được lợi ích lớn. Kính đạo là kính cái đạo mà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy. Quý vị thấy những Đức chân thật làm không? Những Đức ngồi khi những Đức suy nghĩ một số việc, những Đức nói Phật A Di Đà, Ngài cho con cái nghĩ này đi, Ngài cần nghĩ cái này thì Ngài cho con cái nghĩ này đi, để con nghĩ con làm việc cho người ta, chứ Ngài giữ của Ngài làm gì à? Đúng không? Ngài giữ của Ngài người ta không được lợi ích, thì Ngài đem cái nghĩ của Ngài đưa cho con đi, con làm chứ, con cả đời con sẽ làm cho những cái gì mà Ngài muốn làm con làm chứ, làm hết mình chứ, đúng không? Vậy thì được lợi ích thôi, có gì đâu. Mình vừa nghĩ gì Phật A Di Đà nói được. Cái sự nghiệp trí tuệ thật sự muốn trao truyền, nếu thật sự người nào là thật lòng muốn làm thì ta trao truyền cho. Người thầy nào mà hẹp hòi quý vị, đệ tử thật sự muốn học thì thầy móc cả trái tim ra mà đưa thôi, chứ để làm gì, hiểu không? Nên cái người học tập với những đức á, là một buổi giảng những đức là hoàn toàn đầy đủ hết trơn, cư sĩ gì cũng vậy, học được hết trơn, thành công hết, tùy vào sự thành kính đó mà học được lợi ích, y gan những đức. Vì thấy mấy cái pháp hội như đức tổ chức chưa, vì coi cái đi rồi quý vị, nếu mà nhìn một cái mà lòng tin về tịnh độ, con người này là ai, những đức tại sao thường nói vậy, con người này là ai, phải chi họ vi phạm gì ngoài đời, là tiến sĩ gì, quá học giỏi, quá đặc biệt, thông minh, rồi tướng hảo quang minh đẹp nữa, ngoài đời đó là quá đặc biệt. Đi tu thì ông này là số 1 là chắc chắn. Nhưng mà trời ơi, ngoài đời mà tôi thì bản thân quý vị ai cũng bước lên được cả. Thấy tôi ngoài đời thì ai cũng bước lên Phật pháp này được hết. Phải thể hiện như vậy thôi, đúng không? Nếu như thể hiện cao xa quá thì người ta không dám bước lên, vì ông dữ dằn quá. Từ đời ông đã quá dữ dằn, ai làm theo ông nổi. Nên từ nơi đó, trong cái thời mạt pháp căn tính nó kém yếu quá. Cái thờ của Đức Thích Ca Mâu Ni là vì đạo Bà La Môn giáo quá mạnh, gọi là quốc giáo. Người ta là độc tài vì quốc giáo Bà La Môn giáo, không ai qua được sở học của họ. Thời gian lịch sử hơn 5.000 năm trước khi Đức Phật, quý vị coi ai dám đụng tới họ. Có quy quyền, họ có thể điều chỉnh được nhà vua luôn mà. Nên từ nơi đó mà bây giờ, nếu như mà Đức Phật không thị hiện xuống dòng họ vua chúa thì làm sao mà đụng nổi Bà La Môn giáo này à. Nếu như những đức lúc đó đến thì cũng vô nhà vua ở. Tại vì sao? Nếu không làm được gì. Nếu như lúc đó mà đi đến dòng, những cái dòng mà nghèo nàn hạ tiện, thì quý vị làm được cái gì? Bị đè đầu cỡ cổ, ai nói mình nói sao họ nghe, đúng không? Thì lúc đó dán chằng thì xuống, thì mới vô dòng họ vua chúa. Vô dòng họ vua chúa lúc đó mới giảng đạo, đi tu mới là phi phàm. Quý vị, còn chúng ta bây giờ đi đến đây niệm Phật là ba trợn chi cầu que được. Đến chi? Người ta bây giờ bèo quá, bèo còn hơn bèo. Bây giờ những đức nói cho vị nghe nè, cái học vị thế gian có cao cỡ nào nhưng mà văn tự trong kinh thì họ sao hiểu. Bây giờ vị có học vị cao cỡ nào nhưng quý vị đọc chánh văn kinh thế kia, có hiểu không? Không hiểu cái gì, cái câu đó trong đó cái gì chứ, hiểu không?
từ đó cái học vị thế gian không có so sánh được với trong kinh giáo được quý vị à. Nên từ nơi đó chúng ta phải đơn giản nhất, phải đến mức mà điên điên cùng cùng nhất luôn để làm chi, thì mới gần được rất nhiều con người khổ trong cõi đời. Cái người trong cõi đời người ta khổ nhiều quá quý vị. Người nghèo nhiều, người khổ nhiều, người ít học nhiều, người thiếu trí tuệ nhiều, người giàu ít, người giàu ít quý vị, người địa vị ít. Còn những cái người khổ đau nghèo nàn trong cuộc đời quá nhiều, súc sanh nhiều. Nó căn tính của tam đồ ác đạo nhiều. Quý vị mà không phát triển được những cái căn tính đó để cho họ có lòng tin bước lên thì không có cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp được. Cho nên quý vị biết nói mà chúng ta nhìn đạo Phật, nhiều người học Phật nhưng mê tín nhiều, chạy theo hình thức cao xa nhiều. Cái gì mà nói về cao xa, cái gì mà không cần mà dưỡng mà có trái ăn thì họ phái. Nó nghe ai mà bây giờ nói mà đưa về một cái quốc độ an vui giải thoát hoặc giúp cho tiêu nghiệp chướng liền thì chạy đến liền, đưa tiền bạc để mong tiêu trừ nghiệp chướng liền, hoặc là phá thai 3-4 lần không cần tu, chỉ cần riêng bài vị cúng số tiền thì tiêu nghiệp được, về đi tạo nghiệp nữa. Tại vì đi tạo nghiệp nữa thì mấy người này mới có công việc làm, đi tạo nghiệp nữa mới gì là lỡ giết bài vị nữa à, được tốt con, nghiệp này là xong, hiểu không? Thì xong con đi tạo nghiệp nữa đi, rồi xong mai mốt lỡ giết bài vị rồi tiếp tục cúng nữa nghe. Nó nên mê tín quá nên cuối cùng tu không có kết quả. Nên mình phải gieo nhân mới gặt quả. Tại sao niệm Phật, lễ Phật, lễ Bồ Tát mà có công đức, lễ Phật, lễ Bồ Tát không có công đức? Nhưng mà lễ Phật, lễ Bồ Tát á, là vì chúng ta không có điểm lễ quan gia, không có biết sám hối và xin lỗi ở địa điểm nào, vì nó nằm trong hư không, trong tiềm thức, chúng ta không biết điểm nào để lễ lại. Nên lấy hình tướng của Phật lễ lại để sanh tánh đức của chính mình, hiểu không? Nên lễ Quan Âm 3000 lại để sanh tánh Quan Âm của mình, lại Di Đà để sanh tánh Di Đà của mình. Tự tánh đã viên mãn nhưng bản thân chúng ta chưa hiển lộ được, phải dùng hình tướng Phật Bồ Tát để lễ lại, để sanh tự tánh của chính mình ra, hiểu không? Có phương pháp lễ lại quý vị. Chứ bây giờ quý vị đi ra chợ, quý vị xá 10 phương chư Phật, xá đầu này đầu kia đầu nọ, ta nói bị khùng, xá khơ khơ tùm lum. Nên mình bây giờ mình lên mình lễ Phật, ta nói à đó lễ Phật, có địa điểm đi lễ, được chưa? Đó. Chứ bây giờ quý vị nói lễ Phật là vô lượng công đức, Phật nào cho bị vô lượng công đức, trong khi tánh Phật quý vị là viên mãn vô cùng, nhưng mà do nó không sanh ra được là do nó bị tham sân si che trước. Nên mình cần lễ cho nó đuối. Mình lễ nó thằng tham sân si nó đuối. Tham thân si. Cái thân này nè, mình bắt nó lễ Phật cho nó đuối đi. Nó đuối còn tánh Phật nó mới hiện lộ ra. Thấy chưa? Nhưng đừng hỏi quý vị, khi quý vị khỏe, quý vị nghĩ những cái chuyện mà nếu không có tu nghe, nghĩ những cái điều tầm bậy mạnh mẽ lắm quý vị. Nó thí dụ như bây giờ nhà Đức nuôi các cô trẻ thôi, chúng bắt nó làm, nó làm mệt quá nó về nó ngủ hết. Nó mà không nó khỏe nó không có ngủ, lang thang nữa, kỳ cục lắm quý vị thấy con gái ngoài đời nó lang thang là do nó khỏe, nó làm gì chút nó rảnh nó đi lang thang nó kiếm gì. Hiểu chưa? Dê đực nó đi kiếm dê cái đi kiếm dê đực. Nó kiếm dê. Còn nó mệt muốn chết mổ đi ngủ dắt ức cho rồi, nó kiếm ai nữa giờ. Nó nên nó bắt nó làm tối ngày. Buổi tối bắt làm nữa. Bắt nó ngồi phải nghe mình nói chuyện, nghe nói đến mức đuối luôn. Cuối cùng đứa nào nay đuối xong về phòng nằm ngủ im gu. Nó có sức nó làm việc. Chứ tại vì sao? Vì vọng tưởng á, nó tổn hại tới 95% năng lượng. Còn làm việc này việc kia nó hao tổn có 5% à.
Nó nên tại sao người trong chùa mình vui là vì có phương pháp. Mấy bà già vì sao vô chùa tu mà khỏe khoắn mà hết bệnh, vì bà lại Phật thấy mồ rồi còn gì đó vậy, quỳnh hoạn vậy. Cái thằng bệnh trong người bà nó chạy chết mồ. Như những đức mà cái đợt lễ Diếu Quan Âm mà những đức bị đau bao tử đấy vị. Những đức lại Quan Âm, những đức hết đau bao tử luôn đó quý vị, hết chân đau bao tử luôn đó. Giờ hết đau bao tử luôn rồi, tại vì đau bao tử mà vẫn lại nói là nói xuống mà lại, thì lại trong cái thằng đau bao tử nó sợ chết mồ chạy mất dép luôn chứ làm sao giờ, hết đau bao tử luôn. Nó thấy chưa, hay chưa? Đó đó đó, những đức làm như đó cho bị nghe xác thực luôn á. Nên ai hỏi mình lại Phật lại Bồ Tát công đức là sao, hiểu nguyên lý mà trả lời cho người ta nghe, trả lời nó rất phù hợp, chứ không thôi người ta nói mình nói mơ hồ. Nó Phật ở đâu, Bồ Tát ở đâu, người ta không tin. Nó Phật Bồ Tát là mình nè, mà do cái tự tánh phàm phu của người mình nó nặng cũng dữ lắm, thấy không? Phàm phu mình cái tâm nó nặng lắm, tự tánh làm Phật không hiển lộ được, nên con người mình phải lấy phàm phu này bắt nó tu. Ngồi thiền được cũng vậy vậy ơi, chị chú ngồi thiền làm cách nào cũng vậy, đuối. Bắt cái thằng tham sân si đuối, bắt nó làm đuối, đuối quá rồi buông xuống, đuối quá buông xuống quý vị. Nó giống như có cái câu chuyện á, nghe không, ngày Ca Diếp á, cái ngày cưới vợ, thì hai người thật sự là muốn tu. Ngày Hư Văn cũng vậy, cái đêm động phòng nó bắt đi vòng vòng niệm Phật, đi một chút cô dâu tờ đuối, mặt mày kem phấn chảy ra, đuối quá quý vị, nằm ít ngán ngủ luôn. Nó không có đòi hỏi gì nữa chứ, đuối quá đuối rồi, đi một chút đuối đâu còn nghĩ nổi nữa quý vị. Đó thấy hay không? Nên nhà chùa mấy bà già mà ngày lễ Phật bốn thợ bị nghỉ đi, một năm như một ngày cứ lên lễ hoài, lễ với khỏe luôn, hay lắm á. Mấy bà già này trong chùa mà không lễ Phật để bà bệnh cho mà thấy, bà ngồi á, bà bệnh gì biết không, bà bệnh nhiều chuyện á. Bệnh nói chuyện người ta, bệnh dành ăn dành uống, bệnh dành chỗ ngủ dành đồ á, rồi bệnh đi nhìn lỗi người này người kia, cái bệnh đó mới ác đạn đó chứ, cái bệnh thăng nó đâu có ghê bằng cái bệnh đó. Nên nhận đức nói với các cô khắp nơi nơi nghe, các chị khắp nơi, các chị muốn đẹp á thì các chị nghe lời tôi, cứ rảnh cứ bật những buổi giảng đức mà nghe để tiêu khiển thời gian đi, các chị đừng có đi nhiều chuyện xóm làng thì các chị đẹp liền, có chuyện gì xảy ra chứ, hiểu không? Mà còn làm vợ hiền được nữa chứ, dễ thương đẹp lên. Ai mượn đi nhiều chuyện, rảnh đi uống cà phê chi ạ? Đi vô uống cà phê thì phải bận đồ coi được, mà đã là bận đồ coi được thì phải xịt dầu thơm sơn mặt mày, thì cuối cùng ra để cho người ta nhìn. Mà vô trong quán cà phê thì gặp con hồn chống nữa, con hồn đá lông nheo, thì lết lại uống cà phê chung. Có ngày tầm 7 nữa, có việc thì làm, không có việc thì cứ ở nhà mà nghe pháp, mệt ngủ ngon lành không, thời gian đẹp liền gì đâu, khỏe re. Còn có việc thì lau nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, lo cho con cái đàng hoàng, rồi xong nghe pháp xong nấu cơm gì đó, làm đồ ăn gì sơ sơ đó, rồi mình ăn chay ở nhà thì ăn gọn gọn, thấy không? Rồi nghe pháp vui vẻ, cười chút buồn ngủ. Trời ơi, thời gian đẹp cho mà thấy, ngon lành đúng không? Khi ngủ xong phải re, chồng mà đi làm gì nhìn cái mặt là thấy cưng, tại vì nó đâu có hao năng lượng. Còn cái kiểu mà đi nói chuyện năm trên sớm dưới, nhiều chuyện nhiều điều với mặt nó hốc hác á chứ, vì chồng nó gặp nên nó mới ói, chứ đi kiếm người khác không nên bỏ mình là phải rồi. Nên nếu mà mấy cô mà nghe lời nhà đức đi, mấy cô đẹp cho mà thấy, đúng không? Đẹp lên liền chứ không có buồn. Cái mặt mình mà buồn giết nó chảy, buồn là nó chảy chứ sao, thử buồn thôi coi. Chảy
Nghe không? Mấy cô nhớ mình mà buồn á là thịt da mấy cô nhão quá chừng. Khi mấy cô vui thịt da mấy cô săn lại. Thấy chưa? Mà nhão là nó xấu lắm, săn là nó đẹp. Người ta còn đi tập thể hình để cho săn thịt mà. Còn mình chỉ cần vui thôi thì thịt nó săn rồi. Nghe không? Nó chỉ răng săn chắc liền của nó dòng dòi chứ. Lễ vật là một phương pháp đại thể hình. Đó nên mà nụ cười là quan trọng. Tại sao mà từng thứ bảy nào chủ nhật rồi người ta về đông? Người ta về người ta được cười. Nha quý vị. Được cười mà nó còn có được cái nghe giáo dục nữa. Nghe được cái đối nhân xử thế nữa. Còn thí dụ như bây giờ mình đi coi hài giỏi lắm, mình nghe mình cười khơ khơ thôi. Nhưng mà mình đâu có phương pháp để hóa giải khổ đau. Còn mình về đây vừa có cười mà vừa nghe được phương pháp hóa giải khổ đau. Tương lai giải thoát về thế giới là cực lạc làm Phật. Lợi ích quá vàng lớn luôn. Nên cái ăn huệ này khắp nơi nơi phải gỡ trái cây về là đúng rồi. Thấy chưa? Ta cảm ơn quá trời mà. Nên đó. Ờ quý vị ơi, những đức ở trong chùa không đó. Mà chùa này về chùa kia thì gặp bên kia, mà qua đây gặp bên đây. Mà mỗi lần gặp á, quý vị biết không, họ gặp những đức nghe, họ mừng lắm. Họ lỡ, họ nắm tay những đức làm này. Làm vậy đó. Làm gỗ tới ghế. Thấy chưa? Nó nên quý vị biết họ, họ quá cảm ơn mình quý vị. Vì mình nói chuyện họ vui, họ cởi mở tâm tư, họ cảm ơn dữ lắm. Ừ. Nên á, Phật pháp thì hay ghê không? Tuy là cõi ta bà này hơn thua đấu đá, nhưng quý vị ở trong một cái phạm vi tu hành nào quý vị cũng được vui. Trong một cái phạm vi rộng á nghe quý vị. Phạm vi rộng á. Chứ sao? Vì mình niệm Phật mình vui, mình chiêu cảm người niệm Phật vui đến với mình nhiều lắm. Nên mình tuy ở cõi ta bà nhiều sự đấu đá, nhưng mình có một cái phạm vi mà con người vui, gặp con người chúng ta vui. Nó có một từ trường gom nhặt tập trung lại. Hay lắm, đúng không? Còn người đấu đá nó gặp người đấu đá nha. Nhưng mà lâu lâu thì cũng có những cái nghiệp duyên nó đến khảo đảo mình. Nên bản thân mình nhờ cái năng lượng mình nhiều mỗi ngày tích tụ đầy. Nó mạnh quá rồi. Bây giờ cái một số cái nghiệp duyên nó đến nó đấu đá chăm thọn cái là nó văng ra liền. Tại vì quý vị được bổ nguyện Di Đà bao bọc. Bổ nguyện Di Đà là từ cái tâm quý vị hướng Di Đà. Nên cái tâm an lạc mà Đức Phật đã dạy mình có được cái an lạc đó. Nên cái sự phiền não nó vừa xẹt vào thì nó văng ra. Xẹt vào văng ra chứ làm sao. Nên cái khôn nhất của con người sống ở cuộc đời này là tích tụ năng lượng. Khôn nhất tích tụ năng lượng. Mà năng lượng tích tụ cao nhất là do con người ít giận. Ít giận hờn. Như Đức thường nhắc chỗ này hoài, như Đức biết chỗ này quan trọng. Giận hờn thì nó tiêu hao năng lượng cao lắm. Và ngu si nữa. Ngu si lắm mấy vị ơi. Giận hờn là ngu si à. Ừ. Đó, nên những Đức là tương đối là đầu óc giữ lại được bình tĩnh cao độ hơn ngày xưa nhiều lắm. Càng tu cái tâm bình tĩnh lại nhiều. Những chuyện gì mà bực bội khó chịu cái gì cái là quay mau cấp kỳ. Là thấy niệm Phật có kết quả. Mình cứ đi từng công đoạn vậy, mình không có nói gì cao siêu. Mình đi từng công đoạn vậy rồi mình chỉ dạy người ta cũng giống mình vậy đó. Thì người ta đi theo được quý vị, cứ từ từ. Cứ từ từ tu, từ từ nó chuyển hóa cái tâm từ từ. Rồi tự tánh Phật nó hiển lộ thêm chút thì mình nhìn chút, thêm chút nhìn được chút, nhìn được chút thì làm chút. Như năm nay á, cái chương trình mà tu 30 của mình là chương trình đặc biệt năm nay nè. Đặc biệt. Thấy không? Cứ ngồi mà suy nghĩ mà, ngồi suy nghĩ nó Phật cho con cách nào để chỉ con cái cách mà thông tin đạt lý coi. Chứ làm cái mà năm nào cũng 12 giờ khuya mà giảng pháp có một chút lại Phật có một chút mà cứ giao thừa. Cái này cái câu thúc cái thế gian từ xưa tới nay tới đời con giải mã đi, thấy không? Nên từ nơi đó những Đức tự nhiên nghĩ ra bây giờ cái nhà ăn của mình bây giờ vô ngồi cũng không được, sao mà ngồi được 30, sao mà vô cả luôn cái bảo tháp dài ra tới giường bông giấy con, quý vị cũng không có chỗ đứng đừng này, người ta đông đến mức vậy đó. Vậy thì thôi, chúng ta chạy bánh trái xung quanh chùa,
bàn bánh trái để xung quanh chùa, người ta lợi người ta ăn lọc bánh trái đồ ăn đồ trong chùa, để xung quanh chùa rải đều hết tương đối. Xong rồi tới 7 giờ chúng ta tập trung lên chánh điện hết hoàn toàn luôn. Tập trung chánh điện. Xong bây giờ hát ra gì? Những đức hát là quá tuyệt vời rồi. Đúng quý vị, phù hợp. Cuối năm mà. Rồi những đức giảng pháp 45 phút, 50 phút. Thời gian dài có rồi. Tu thờ nữa thì từ 9 giờ đổ lại chúng ta. Những người đi về nhà gì? Những người ở là chùa ở. Quá tuyệt vời luôn. Giờ đó rồi thì bánh trái xung quanh chùa để bàn đồ tùm lum bánh trái. Tu xong bước ra thì ai muốn ăn bao nhiêu đó là lấy ăn. Nó cứ ăn ngồi uống nước, ăn bánh uống nước một chút đi về cũng được. Tại thời gian từ giờ đó đi về tới nhà để mà giao thừa ở nhà thì cũng còn thời gian. Suốt 3 tiếng đồng hồ. Còn ai mà đồng vợ, đồng chồng, con cái vô chùa hết thì ngon quá. Đừng có sợ cái chuyện mình vô chùa hết rồi ông bà nhà ai thắp nhang. Nghĩ cái vụ này sao ngộ thì ghê. Tối ngày đó cái chuyện lạ kỳ của cái gì đó. Đã là mình còn sống đây mà mình nói ông bà gì. Thì giờ mình đi vô chùa hết, ông bà vô chùa hết chứ sao. Cái câu gì đó nó từng nói mà. Mình á, sợ ma 3 phần, ma sợ mình tới 7 phần. Bây giờ 7 phần thì mình đi đâu đi theo đó chứ sao bây giờ quý vị. Không? Bây giờ quý vị coi nguyên nhà quý vị đi du lịch tích dân thì người trong nhà vì ai chịu ở nhà người hay người. Thì quý vị đi đâu người ta đi theo đó thôi. Quý vị đi tu người ta đi tu, quý vị đi vô chùa người ta đi theo vô chùa. Mà vô chùa còn ngon hơn nữa. Thấy không? Tết nhất đi vô chùa người ta cũng đi thực cho dùng còn ngon chứ nhà có ai cũng đi thực đâu. Thấy không? Ở nhà ông bà cũng buồn. Tại vì con cháu Tết nhất nó nhí nhảnh hết trơn. Chứ nó có cúng đâu, giờ ngồi như bàn thờ đó. Thì thấy mấy cái dĩa trái cây đâu có ăn được đâu. Tại vì người ta chưa có chú nguyện người ta cúng sao ăn. Ngồi nhìn chơi gì. Đói chết mồ. Vô chùa người ta cúng là người tâm người ta cúng hương linh. Nên mình dùng được. Tết nhất ta cúng nhiều, mấy ngày Tết ta xịn sò hơn. Nói vậy chứ nghe hết trơn rồi đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Ừ, tại hương linh là có ngũ thông chứ giỡn đâu. Nó nghe. Thêm cái nữa là hương linh á, người ta dùng cái câu trong nhà Phật, hương linh là người ta dùng cái danh từ hoa mỹ. Hương là muốn nói rằng là hương thơm đức hạnh. Người có hương thơm đức hạnh thì mới linh. Còn nếu như mà không dùng hương linh là dùng cô hồn. Cô là cô đơn, một linh hồn buồn bã. Bây giờ nghe danh hiệu nào phái hơn? Hương linh phái hơn. Thấy chưa? Còn ma, ma là thê thảm, khổ đau, phiền não. Ma quỷ là gì? Phiền não khổ đau là ma quỷ. Từ nơi đó mà ta dùng hương linh là một danh từ quá đẹp rồi đó, dành cho những người mắc. Nên đi vô chùa hương thơm đức hạnh. Ở trong chùa phát triển mạnh hơn. Thêm nữa là chùa có nhiều hoa. Hoa là hương quý vị. Hương hoa. Giảng cái đạo cũng ngay bon đó cho đấy chưa. Hương hoa. Mà những hương linh vô chùa thì vui dân tới hương hoa thoải mái. Còn như ngoài đời có hoa gì đâu. Cái nhà chặt cứng nên mới là cô hồn. Còn vô chùa là hương linh. Vì chùa có nhiều cây nhiều hoa. Từ nơi đó mà chơi theo hoa thì gọi là hương linh. Được không? Đó. Nên chùa Hộ Pháp là hương linh độc nhất. Tại vì sao? Một là hoàn cảnh khép kín im điềm. Hương linh là thích nơi im điềm hơn. Cái nơi đông đúc người ta quá nó cũng mệt mỏi. Tại vì ba hồn chính vía nó không hội tụ được nên nó bị tản mát. Nên nó cần cái chỗ bình yên trước để mà ba hồn chính vía hội tụ quy về một chỗ. À, cái lễ Vía Di Đà quý vị
chúng ta không có thấy nghe. Nhưng mà chúng ta hãy tin điều này đi, chúng ta tin, còn ai tin kệ người ta. Chúng ta tin là nhiều hương linh được siêu thoát. Khi nhà Đức ngồi niệm Phật lễ Phật quý vị, cái cảm giác á, thù thắng lắm. Thù thắng lắm quý vị ơi. Vì tin mà ngày lễ mà nhà Đức ra cúng đích thực, bước ra cái chỗ cúng đó thôi là tự nhiên có những ngọn gió thổi đặc biệt lắm. Đặc biệt lắm, không có giỡn đâu nghe. Con người sống người ta cũng thích nhân đức, mà cả hương linh cũng phái nhân đức. Nghĩ nhiều cách cho người ta mà quý vị, cho người sống lẫn người chết. Quý vị biết cái tâm lễ với Di Đà, bao nhiêu con người người ta cầu nguyện cho ông bà tổ tiên ta siêu thoát chưa? Biết bao nhiêu người mà nói á, kết thành một đại từ trường á. Cái pháp hội đông như vậy, những đức nói cho quý vị nghe chứ. Xong rồi mình mới nói chứ. Người ta mà xỉu mà nằm tại chỗ đó không biết người đó như thế nào luôn. Không biết ẩm đi đường nào đi ra được. Không biết đường đi ra vì có con người gì sao đi ra đây. Hơi con người đồ quá trời. Buổi trưa bên hộ pháp quý vị, người ta nằm ngoài cái xăng, người ta lấy cái mền, người ta đắp cái đầu lại đó, người ta ngủ đó, người ta nằm ngoài đó, người ta đợi đó cho quý vị biết. Kinh chưa? Vậy đó mà cái lễ hội xong rồi, trong vòng thời gian 40 phút thôi, tản mát sạch nhách rồi hồ. Xe cộ mà ra quý vị thấy bữa đó kinh chưa? Nó cỏ rác rồi dặm trắng hết luôn. Mấy bữa trước thì cỏ xanh, lễ xong cỏ trắng tư, dặm như hết chứ. Mà nói thiệt chứ, người ta khu công nghiệp ta quý thương mình vì mình nói cũng nhiệt tình. Và thêm một cái nữa, ngôi chùa mình ngay chỗ đó là mặt tâm linh của khu công nghiệp, quá giải bao nhiêu khí độc. Chuyện giỡn, quá giải dữ lắm. Mà ngôi chùa này, mấy ngôi chùa tịnh độ ở đây, quý vị coi ở đây nè, ở đây sẽ lên thành phố này. Mà thành phố phong phú, không có thành phố bình thường đâu. Nơi đây dân cư sẽ phát triển, quý vị thấy là những cái điểm chùa niệm Phật này nè. Người ta thì không tin kệ người ta, nhưng mà mình phải tin đó. Phật đã dạy mà nơi nào mà đạo tràng niệm Phật bình thường nhỏ nhỏ xuất hiện thôi, nơi đó kiếp nạn nhân sinh đã quá giải bớt nhiều rồi. Chi là những cái đạo tràng này, như những cái đạo tràng niệm Phật này là những đạo tràng tầm cỡ, gọi là tầm cỡ của gì? Tầm cỡ của đất nước, thế giới đó quý vị. Đi tìm hiểu đi rồi sẽ biết. Nó đâu? Cái pháp hội mà lễ với Di Đà của mình quý vị xem từ xưa tới giờ chưa từng thấy. Ví dụ như người ta tổ chức một cái lễ với Di Đà đi quý vị, người ta tổ chức là người ta lựa tất cả người trẻ, người khỏe ra, người ta khung về một vị trí để người ta làm lễ. Còn những người mà si cụ que, bà ba món bò, ông tám về xích lô cho ngồi ngoài đường, cho ngồi ngoài ghìa quý vị à. Còn chùa mình gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu, đúng không? Ta ngồi vô đó rồi là thánh đó, nghe không? Nên ngồi chung hết trơn, cảm thấy ta ăn vui, ta đều được giữ lễ hết. Ai vô trước ngồi trước, ai vô sau ngồi sau kệ người ta. Quý vị biết á, cái hổm như đứa có nói câu nói lễ với Đà sau này nghe, là những đức sẽ tặng đèn bông sen bữa thứ ba phải không? Suy nghĩ lại rồi. Bây giờ nếu như mà 30.000 người, như đức sẽ đặt 60.000 cái đèn bông sen luôn, làm luôn, làm tới luôn, thử hay sao? 3 ngày tặng suốt luôn đó, đến bao nhiêu tặng bao nhiêu, ai về ai đến tặng tiếp tục, tặng hoài luôn, thử hay sao? Tại vì sao? Cái đèn bông sen này ta đến bàn thờ, người ta tu được một ngày là người ta tốt một ngày, ta nhận được cái đèn bông sen ta mừng dữ lắm. Vì người ta nhận được cái đèn bông sen người ta mừng quá, nên ta đem ta về người ta để lên bàn thờ, người ta niệm Phật. Chứ cái đèn bông sen mình có gì bắt nhặt rác rồi đâu sợ. Quý vị ngồi suy nghĩ đúng không quý vị? Cũng truyền bá tịnh độ mà. Nó, thì mình phải mở rộng cái tâm tới cùng luôn. Thì cuộc đời của mình á, cái đem
pháp thí mình mở rộng hết luôn. Như lễ Quan Âm đồ 19 tháng 2 đồ, đặt máy niệm Phật cho nhiều, người ta đến người ta dự thì người ta được đem cái máy niệm Phật, người ta cũng quý. Thì máy niệm Phật đó làm gì? Không đeo niệm Phật đeo làm gì giờ? Đúng quý vị, chúng sanh họ thích làm sao thì họ làm vậy đi, kệ họ. Họ đem về kia họ thỉnh vài ba cái gì cho nhà họ, dòng họ cũng được. Nếu mà có, kệ họ đi, họ thỉnh đi. Hết thôi, mình làm tặng đáy lòng mình thôi quý vị. Hiểu không? Nó đặt được đi công ty mà làm được như đức, làm tới cùng luôn, thử coi sao. Thí nghiệm luôn, mình làm nhiều vậy đó thử coi có tiền không. Không có tiền mình cầm chùa. Chùa không nghe câu này ông vượt chạy chết mồ luôn. Ở đây tao có dám giao chùa đó, giao chùa đó nó cầm chết mồ luôn. Những đức là nói vui vui vậy thôi quý vị ơi, chứ những đức con người tính toán kỹ lắm chứ đâu phải đơn giản đâu quý vị. À, vì biết rằng nhà đức niệm A Di Đà Phật nghe, làm việc với A Di Đà Phật mà cũng bàn với A Di Đà Phật vậy lắm á. Bàn với ngài những cái việc mà mình làm, ngài mới nói rằng cứ làm đi mày, tối ngày mày cứ lo hoài tao mệt quá. Mày cứ làm tới đi. À vậy là ngài nói vậy con làm á nghe. Ờ à, làm đi. Cứ làm tới đi, giờ mày sợ giờ mày cứ lo hoài mệt ghê. Làm gì mà đã nói, nói với bao nhiêu người mày giảng, mày nói là đã niệm A Di Đà Phật là một câu Di Đà ăn tới già không hết, mày nói mày sao mày sợ quậy đức. Làm tới đi con. Phật A Di Đà kêu làm tới mình làm tới quý vị. Quý vị nhìn lên có phải ngày đứng ngày cười không? Đó. Chứ bây giờ ngày mà không vừa bụng là ngày méo mặt liền, là mình nói ngày không vừa bụng. Con này ngày cười nghe là ngày chấp nhận rồi đó quý vị. Làm đi. Hiểu không? Ông giảng tình độ sao không biết nhưng mà thấy thấy hoan hỷ. Đúng quý vị. Quá hoan hỷ luôn. À, Đức Phật A Di Đà là một vị rộng rãi mà từ nhân địa tu hành là quá rộng rãi rồi. Không chi bây giờ mà thành Phật ở thế giới cực lạc. Kim cương ngọc sòn bao la là liền dài cùng xuống thôi mình xài hoài xài cũng hết. Liền dài cùng xài hoài xài cũng hết mà sợ gì chuyện. Nó nên á ở trên á lót ngoài đường cho người ta đi làm chi, liền xuống đây cho con dài bao. Hiểu không? Liền con dài bao đi con giải quyết vấn đề. Kiếm thị rồi tới nè con cho tiền nhiều nhiều. Ông kiếm thị tội nghiệp không quý vị. Nên á, chuyến này thì thật sự mà nói, bình thường mà nói 7.000 phần tiền cũng không giỡn đâu quý vị ơi. Ví dụ như người ta gom góp được, bình thường người ta cho được 20.000 đi. Bữa đó người ta cho có 5.000. Quý vị coi giờ 2.000 thôi mà 7.000 người nó thành 14 triệu phải không? Thấy chưa? 2.000 thôi mà đó là 14 triệu. Người 2.000 thôi cũng sanh 14 triệu. Đâu có đơn giản quý vị. Nó vậy thì 200.000 sanh nhiêu? Tỷ tư. Nghe không? Tiền xe nữa, tiền xe nặng hay nha. Cái này nhiều cái đòn mà một chiếc xe 50 chỗ của họ mà trả 25 triệu. Ở miền ngoài vô tội nghiệp cho họ ghê, họ ngồi mấy ngày suốt vô đây. Sao mà họ phái vô đây kỳ cục ghê. Có nhiều tiền đâu mà phái vô. Thì ra người kiếm tiền họ cảm giác cái vị này. Kỳ này cũng có cái thằng ca sĩ mà nó bị tặc hai cái chân. Tặc hai cái chân mà đẹp trai lắm. Hát hay, nổi tiếng. Tặc hai cái chân. Nó kệ đi. Cái ca sĩ mà hát hay mà tặc nguyền cũng được, đến chùa hát đâu. Được chứ công chúng ta mừng chứ quý vị. Nó mừng. À, ghiêng chùa mình nghe mấy người ca sĩ mà tặc nguyền như Xuân Hòa tụi đến hát là những đức đều bỏ bao thì xì á. Tại người ta có tặc quý vị. Đúng không? Còn Quách Tấn Du đồ một cắt không có.
Như Đức với Bách Tấn Du cùng quê, hiểu nhau quá mà. Rồi Hoa hậu Kim To rồi thôi giàu quá trời, giờ tiền bạc thì nó mệt. Đúng không? Không mà người ta thích chơi những Đức quý vị ơi. Tại vì mình chơi thiệt thà. Chơi thiệt thà. Thì thấy không, giả cái gì đâu quý vị. Bởi vì nhiều người người ta nghe mà người ta mà đã là không chịu rồi thì ta nói giả cái gì. Không, nhưng mà người ta cùng tần số. Hiểu quý vị ơi. Mình giống như uống nước nóng lạnh tự biết quý vị. Quý vị biết những đứa không có cái gì giảng cao siêu, chứ mà quý vị biết vì sao bị vui không? Vì cái từ trường của những đức nó vui. Ừ. Vì gần con người mà có từ trường bình an, vì gần người ta vì ta thấy bình an rồi. Vì cái từ trường nó lắng áp quý vị, nhẹ nhàng. Quý vị biết vì sao mà cái từ trường cái người bình an có tu, quý vị gần người ta bình an không? Tại vì quan gia bên cạnh quý vị nó được hưởng. À, nó bình an đó quý vị. Cô giáo Lưu Tử Văn có nói đó, gần vào thượng tình không, dù không nói một câu cũng cảm thấy thoải mái an lạc vô cùng. Nó từ trường phát ra. Không. Cái người mình thường khuyên người ta niệm Phật quý vị, mình thường nhớ Phật niệm Phật á, giống như mình với Phật A Di Đà gần lắm vậy. Bây giờ mình không nói mình thấy ngài gì, chứ mà mình với ngài gần sát bên. Tại vì tự tánh Phật sát luôn, nên từ đó mà gần gũi. Khi gần gũi rồi thì quý vị nghĩ đi, vì niệm lên câu Phật hiệu là ánh sáng nó phát rộng ra thôi. Nên từ đó mà ai đến gần nó cảm thấy vui. Bây giờ là ở đây này, giảng chơi chơi tôi cũng thấy vui nữa. Không cần nói gì cao xa đâu. Vì biết á, vì biết vì sao bị nghe những Đức giảng là bị vui quá không? Vì vì khi nghe những Đức giảng bị không có suy nghĩ. Đức giảng đâu có gì đâu suy nghĩ. Giảng bình thường quá mà suy nghĩ gì vợ. Nhưng mà vì nói bình thường nhưng Đức khó lắm á, không phải dễ đâu nghe. Nói bình thường mà cho người ta khoát ra từ trường vui là cả vấn đề. Cái này là phải từ trường tích tụ nha. Rồi Phật Bồ Tát gia hộ. Nó có khi phóng quang nhiếp thọ. Nên từ nơi đó mày bị ngồi trong cái pháp hội này bị thấy nó thoải mái lắm. Nha. Nhưng mà ai mà ngồi không thoải mái là phải đứng lên đi ra luôn á. Chịu không nổi. Tại vì nó đột ngột quý vị. Nó nên á, phải cảm giác thoải mái, thích thú. Và tự nhiên nó nhẹ nhàng dữ lắm. Nên quý vị ơi, cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà mười phương chư Phật tán thán đó. Có một người mà mỗi ngày mà giảng tịnh độ cho quý vị nghe suốt, nhắc quý vị niệm Phật á. Bây giờ quý vị không có kiếm ra đâu. Sao mà có được nữa. Tại vì sao? Ta bận quá ở đâu mà giảng cái vị nghe. Nhưng mà những Đức nói với vị nghe đó là những Đức cũng nhiều công việc lắm. Nhưng mà do những Đức làm xong những Đức buông ra thôi. Nên những Đức mới giảng hoài được. Chứ những Đức không buông ra sao giảng. Có giờ mà giảng được đâu. À, hồi sáng này thấy người ta chở mai xuống cũng nhiều rồi đó. Để thấy bên khu tăng á. Thấy cả xăng bên đó rồi đó. Nhiều lắm. Mà mai cây nào cây nấy á, là cái gốc nó to. Gốc to. Cành nó cũng đẹp. Nó cao bằng những Đức. Ờ. Nhưng mà chùa mình á, mà mai á, mà nói mà tặng đủ hết thì chuyện này chắc không đủ đâu quý vị. Nên những Đức mong quý vị có không có gì thì quý vị cũng hết sức hoan hỷ. Tại 1.600-700 cây không có đủ đâu. Mà đâu mà tìm cái 1.600-700 cây mai. Đâu có dễ tìm ra số lượng mai này. Là quá nhiều rồi đó quý vị. Ừ. Đức làm nguyên vườn mai của người ta rồi đó. Trồng 3-4 năm chờ nhưng Đức vớt hết nguyên vườn luôn. Tại họ nói rằng họ bán quá được. Rồi mỗi ngày cho ăn hoài. Nhưng Đức nói vậy thì nhổ đem lại chùa cho người ta đi. Nói câu nói, ủa sao thầy tính dễ dữ vậy chàng. Cứ đắn đo suy nghĩ, bây giờ mai này bây giờ mà không bán được mà cứ nuôi cho nó ăn hoài mà làm sao. Sao thầy tính một phát một là xong chuyện liền. Công nhận ngay thì nhổ thiệt đem lại đưa cho thầy tặng người ta. Nhưng mà dưới cái tấm lòng người ta vậy mình thấy thương cái gì. Tặng lại cho người ta số tiền. Vì người ta cũng khổ. Mình cũng không đến nỗi quá quý vị. Gửi cho người ta 200 triệu.
Người ta tốn số tiền quá nhiều, trồng bao nhiêu năm chờ công sức, có khi 800-900 triệu người ta bỏ vô đó, người ta đổ, mà người nhà nông khổ lắm mấy vị ơi. Mình làm nông cũng vậy thôi, thấy không? Nhưng mà những đức thấy ngay cái dịp Tết tặng mai là quá ý nghĩa quý vị. Nếu như quý vị đem một cái cây mai mà nó trong chậu ngon lành gì mà quý vị đem về trưng liền, nó chưa có hấp dẫn đâu. Không hấp dẫn. Vì cái mai này nó chưa phải đôi tay bị vón vén nó để cho nó được tốt tươi. Mà bây giờ đòi hỏi bị đem cây mai này về, quý vị phải chăm sóc nó nè. Để khi nó chỗ bông thì quý vị sẽ thấy cái công sức bị bỏ ra để ra bông và kết quả. Nên ai ngày mai mà nhận được cây mai á nghe, là người đó nên trân quý cây mai mà những đức tặng cho quý vị. Thấy không? Bây giờ đem cái công đức tu cả năm nay á để hồi hướng vào cây mai, để mong ấy, đem cây mai gì tự nhiên gia đình quý vị bình yên vô sự tốt đẹp. Thấy không? Ừ, cái tâm vậy thôi. Thì một cái lời nói mà nói ra cảm thấy người ta vui thì cũng là tốt rồi quý vị. Còn nó được tốt hay xấu gì bao nhiêu thì kệ phước duyên của người ta. Đúng không? Đó, mình nói rõ ràng nghe. Cái tâm mà văn tự kinh là từ con người nói ra, con người nói ra kinh. Kinh là tuy của Phật nhưng văn tự là do con người nói. Tụng kinh không thì ai đâu hiểu, nên cần đọc kinh để giảng ra. Giảng sao mà con người ta nghe được, đó là kinh thôi. Đúng không? Quá tự tại hả? Đúng không? Nó thì có khoảng cỡ 1700 cây hay 800 cây gì đó. Nhưng mà nhổ chưa có hết. Ngày mai á, luôn là nó được khoảng cỡ 900 cây. Nhổ te tua từ trong đồng giác ra, qua bao nhiêu chuyến đường mà từ quê những đức chở lên đây. Chuyện dẫn chơi à, từ quê những đức á thì chơi đây mà ít ai trồng mai lắm vị ơi. Người ta dưới đó người ta trồng đất dưới đó rộng, trồng mấy công mai, thấy không? À, rồi bữa đó gặp một cái chú quen đó, ông lên đây ông tu, ông nói gì nó xong rồi những đức tự nhiên nghĩ ra chuyện tặng mai với vị dứt luôn, thấy không? Thì từ dưới đó chở lên đây mà từ trong đồng nhổ bó cái cây mai lại, buộc gọn cái mai lại hết, bó cái gốc lại đàng hoàng hết luôn. Rồi xong rồi những đức mới hỏi cách trồng mai thì sao. Xong những đức mới ghi ra cái tờ giấy, đánh máy ra mỗi người một cây mai, có một tờ giấy về để chăm sóc mai. Suy nghĩ đến mức vậy quý vị ơi. Chứ bây giờ cho cái mai về trồng bậy bạ chết mai thì sao? Đâu phải là đào đất liện đại xuống đổ nước vô đâu, thúi gốc chết queo cái mai tay sao chẹn. Người ta phải là ví dụ như dễ thôi cháu, rồi cho một số, tại vì có một cây mai mà tí à, lỡ cái tiệm mà bán cây nó thiếu gì bán cái đó, là mua miếng đem về với cái chậu nhỏ nhỏ để cái mai vào rồi xong. Chơi cách hướng dẫn đó đơn giản. Còn thuốc mà nó chăm sóc cây mai thì ngoài chỗ tiệm nó bán đầy loại gì đó, ghi cái tên rõ ràng trong đó luôn rồi, ghi cái tên chăm sóc cây mai thuốc gì ghi vô luôn cho quý vị đàng hoàng luôn, đúng không? Thì bây giờ quý vị về quý vị chăm sóc cây mai đi, trong vòng đây tới Tết chỗ bồng về lặt lá hết. Tại vì nguyên lý của cây mà đã nhổ mà trồng thì phải lặt lá. Vì sao lặt lá và chặt cành? Vì lặt lá chặt cành để cho cái gốc của nó đỡ dưỡng cành lá, nó có đủ lực để phát triển cái gốc mới mà sống nổi. Nhiều người ta không biết, ta để cành lá là có gì nó xanh lên là nó xâm xê liền. Không phải, để nó chết queo luôn. Vì cái gốc nó yếu quá, nó không đủ lực để nuôi được cành lá, chết queo. Nên phải chặt nó là vậy đó quý vị. Nghe không? Ghi trong tờ giấy rõ ràng hết trơn, hướng dẫn dễ trồng dữ lắm. Tôi mà rảnh tôi cũng đi trồng. Đúng không? Nó thì không, mình nói gì nó vui, mang tâm tùy hỷ vậy. Chứ ngoài ra chắc ngàn mấy trăm cây chắc không đủ đâu. Mai đông, mai đông dữ lắm. Thì sáng sớm đến, sáng sớm tặng sớm luôn. Coi chừng ngày mai mới có 4 giờ sáng đến. Giá 4 giờ sáng có người đến đó quý vị, chắc chắn quý vị luôn. Mai người ta đến sớm luôn, 4 giờ sáng. Không phải giỡn đâu kia.
Thì chiếc xe 50 chỗ thì những đứa nghĩ là để xuống dưới được quý vị. Xe 50 chỗ để xuống dưới được. Hoặc là ví dụ như quý vị ở Vũng Tàu hay Đồng Nai đồ này kia đi, thí dụ đi. Nhưng mà chở gì biết nhà vì đâu mà nó để. Thấy không? Thôi để vô xe 50 chỗ ở dưới á, cái lường xe. Mai nó mạnh lắm. Mai mạnh lắm, mai là mạnh nhất. Khỏe lắm. Ừ. Đó, nên những đức bữa đó mới chỉ vị ra kiếm cái tờ giấy đánh cái tên, ví dụ như Trần Thị Mai, pháp danh Xíu Mại gì đó. Ví dụ cái đầu mà xỏ ngang cái tờ giấy, ngang có sợi dây buộc vô cây mai của mình là cây mai này tên của mình rồi. Chứ nếu không là tùm lum tùm la lên đó, cuối cùng lấy cái mai bự lượng mai vô tiếu để lên cho mình. Mình cái tên của mình là của mình rồi đó. Chứ càng buộc ngang cái tên của mình là cây mai đó của mình. Chỉ bị rõ ràng mà. Không mà chỗ đông người quý vị ơi, lẫn lộn kỳ cục lắm. À, thấy không? Ngày mai đông lắm không bây giờ? Đông. Coi chừng 4 giờ sáng ngày mai xe tạch đó đông sùng. Dám lắm quý vị, coi chừng ngày mai 4 giờ sáng có đó, nhiều quá. Không. Từ nhớ nghe. Từ 6:30. 6:30 bắt đầu tặng mai lai rai. 6:30 cũng là đông rồi đó quý vị ơi. Tùy thôi. À thì bây giờ 6:30 mình tặng lai rai. Nghe không? 6:30 rồi mình tặng lai rai từ từ. À, không nhớ quý vị, lỡ mình không có đừng có buồn nghe chuyện. Ừ tùy hỷ thôi. Ừ tùy hỷ. Hồi sáng này thôi. Hồi sáng này đã nhiều người xin rồi đó. Mới về là người ta bu lại cái chỗ mà cái giường mai, cái chăn khu tăng á, để nhiều lắm. Mấy bà, nhiều bà với lại có nói này, con mai này của con nghe thầy nói. Không, bà cứ chọn mai trời. Chưa chừng xí mai ngộ ghê. Đưa cây nào nhận cây nấy thôi mà xí chi ạ. À? Nói dạ thưa thầy, con bưng cây mai này ra con để đây nghe thầy. Ngày mai thầy cho con hò. Để vô hết đi bà xí. Bà xí mai tôi nghĩ có chuyện nữa quá, mệt quá. Ông quý vị ơi, cái cõi ta bà này á, bản thân chúng ta phải làm sao mà nếu quý vị đã phát tâm Bồ Tát Đạo thì hãy sống với chúng sanh mà đừng phiền não. Sao cũng được, viết là rèn luyện trong hoàn cảnh nó quen rồi, hiểu không? Ví dụ như mà lễ lộc mà tặng quà cáp được, cứ tặng đi, đừng có bực bội họ, đừng có trách họ. Tại vì sao? Vì họ đã là như vậy. Nếu là không như vậy thì đâu phải là phàm phu. Đúng không quý vị? Hãy mở tâm lượng ra hết đi. Nó nên dưới Quan Âm là những đức đặt 50.000 cái máy niệm Phật rồi đó. Dưới Quan Âm là đặt 50.000 cái máy niệm Phật. Mà máy niệm Phật nhỏ xíu và đẹp lắm. Những đức sẽ thu âm mấy điều niệm Phật lại cho nó lạ lạ mà. Thấy chưa? Đặt cho ta làm 3.000 bộ tượng Phật. 3.000 bộ tượng Phật để dưới Quan Âm Bồ Tát. Tất cả các khu làm tượng Phật để làm tượng Phật cho nhà chùa. Ừ, quý vị biết bây giờ chùa mình tặng tượng Phật là đi đến mức cực điểm. Và người thỉnh tượng Phật rất nhiều. Rất nhiều luôn. Bây giờ trong lòng những đức nghĩ rằng cả đời những đức mà tặng tượng Phật và những đức nguyện Tam Bảo gia hộ, chùa này là chùa lớn, sẽ mọc ra chùa con đầy cả một nước Việt Nam này. Không? Mỗi ngôi chùa con đều có thờ khóa tu ổn định và có điều hộ niệm rõ ràng trong nhà luôn. Khỏi cần phải tìm đi đâu xa, tự gia đình lo cho gia đình. Đó là một cách truyền đạo mà mở rộng và đặc biệt nhất để thịnh pháp. Thịnh pháp hay nhất luôn. Còn nếu như những đức mà bây giờ dùng cái cách mà quý vị chỉ đi đến đây mới ngưỡng mộ đây thì quý vị không bao giờ thịnh pháp đâu. Những đức muốn cho mỗi gia đình phải tu được, có phương pháp tu, làm sao tìm mọi cách để cho người ta tu. Nó rồi sẽ có một lần lễ mà những đức
sẽ làm một cái lo mà chuyên về thờ khóa tu tặng một lần 50 ngàn, 100 ngàn cái máy đó đó, để về mà tại gia đình thờ khóa tu cho người ta. Tuy người ta có nhưng mà tặng vậy đó được không? Có nhiều người nói thầy ơi người ta có hết rồi thầy ơi, ta có mà thích tặng vậy đó được không? Đúng không? Bây giờ quý vị nghĩ coi, bây giờ nếu nghĩ người ta có, ai cũng đã có, vậy quý vị lấy gì làm? Quý vị phải làm thì mới có chúng sanh người ta cơ hội tu phước duyên, đúng không? Mình phải làm chứ không phải nói người ta có mình không làm đâu. Cứ làm đi, người ta thích cái mới mà, cứ mới hoài tới mình chết thì nó xong việc của mình, chuyện của mình xong rồi thì mình đi đến thế gian mình làm vậy thôi. Mình cứ làm vậy cả đời, mình tới chết thì xong chuyện. Giờ chưa chết thì cứ làm hoài thôi, hiểu không? Có duyên thì cứ làm đi quý vị. Nên mình làm việc cho Phật Pháp, Phật Bồ Tát, chư Phật mười phương thấy rõ ràng hết chứ. Mình nhiệt tình mình làm, nên những đứa cứ thỉnh hòa thượng mình xây ngôi chùa là tại vì sao? Vì nhiều người già sẽ được ở, vì khi những đứa còn nè, đúng không? Vì những đứa chúng sanh dày quá, nên từ nơi đó xây thì trong thời gian chừng 3 năm là xong ngôi chùa rồi. Hòa thượng nói tiền đâu? Nói hòa thượng xây có tiền. Hòa thượng không xây sao có tiền, đúng không quý vị? Mình phải làm. Đối với Phật Pháp là làm trước rồi tự nhiên có, chứ đừng có chờ có mới làm. Chờ có mới làm là bạn chưa tin Phật đâu. Bạn làm trước đi. Quý vị biết mua đồ tặng cho Phật tử, những đức nói chưa có tiền cũng mua. Cô Bạch cái bên nó công nhận, con thấy thầy gan thấy ghê. Kinh khủng luôn, không biết sao luôn. Đặt gì đâu mà kinh khủng gì tao tao. Tiền bạc kiểu này tiền đâu trả, nó cô yên tâm đi. Phật cái gì đạn này gỡ cục cục xuống bây giờ để cho chuyện giỡn chơi. Hiểu không? Bây giờ những đức nói vị nghe nghe. Có những người lạ quắc lạ quơ, quý vị cũng không biết họ ở đâu đâu. Đó. Nó thì hiện đến tôi ở đó đó vậy vậy đó, nhưng mà không biết địa chỉ ở đâu chứ nha. Đem đến xong đi thôi. Không có giỡn đâu nghe. Nó hoặc là hộ pháp thì hiện đến cầm đến cục đưa. Không, lạ lạ thôi, không có em biết gì chân á. Tại vì sao? Vì nguyện của Phật Bồ Tát là gì chúng sanh. Chỉ cần có một chúng sanh nào ở cõi ta bà này mà vì chúng sanh thì các ngài phải hộ trì chứ. Hộ trì cho quý vị. Bây giờ quý vị coi cái lễ Phật A Di Đà, tổ chức cái lễ của ngài mà toàn là tán thán vũ nguyện của ngài không, mà đọc lời nguyện của ngài giảng không quý vị, nói dòng do điều tán thán ngài không. Bây giờ nó thiệt, ai mà đi tán thán tôi tối ngày thì tôi có tiền như tôi đưa hết trơn. Chứ sao giờ họ tán thán mình không à, mình đưa quan pháp tu cứ tán thán quan pháp tu mình suốt luôn. Giờ đạo tràng đó mình hộ trì chứ sao giờ? Tại vì họ làm nhiệt tình, họ làm y rán mình phải nhiệt tình mình hộ trì cho họ. Giờ chứ không chi Phật A Di Đà tối ngày khôn hơn cạn tiếng ho sạch sạch cũng giảng tán thán bộ nguyện Di Đà, ngài đứng nó được mới sợ. Đúng không? Nó mà trong quang minh Phật A Di Đà có vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Từ nơi đó ngài chỉ cần bấm một cái quang minh xẹt xuống thôi thì quý vị biết rằng tất cả Phật sự quý vị đều viên mãn. Nó mấy chục ngàn người đó viên mãn không? Thành công rõ ràng chưa? Nếu nói về thế gian mà toàn vẹn hoàn toàn thì cái việc này không nên nói. Thế gian nó phải có cái gì trục trặc một chút, nhưng mà nó không có cái gì hết trơn. Tương đối vậy là quá đặc biệt một cái pháp hội rồi. Quá thù thắng rồi quý vị ơi. Quý vị biết rằng cái lần lễ với Quan Âm nghe, mà những đức đã hình thành ra cái lễ Di Đà rồi đó. Nên những đức hưng khởi cái tâm kinh khủng không? Tại vì sao? Lễ với Quan Âm, những đức lại Quan Âm á, mà tự nhiên những đức xẹt trong đầu ra cái lễ với Di Đà. Và cái hình tướng cái lễ với Di Đà là một cái pháp hội gì đó. Nên những đức hưng khởi quá trời. Thấy không? Tại sao trong đầu mình nó hưng khởi?
nó hình thành ra một cái pháp hội gì vậy quý vị. Nên những đức chỉ mấy anh em cách tổ chức pháp hội sao sao hình thành sẵn trong đầu Phật gia hộ, yên tâm đi. Nào, mình làm việc Phật pháp quý vị ơi, mình phải tin đó, 100% phải tin. Nên viết rồi làm việc Phật pháp quý vị ơi, không có nói có tiền bạc hay không có tiền bạc gì, làm thì cứ làm đi, yên tâm đi. Tin Phật đến mức gì rồi, bây giờ Phật nào bỏ mình, cái này là quá tin Phật rồi đó. Còn 2000 con người đang niệm Phật thì khỏi cần phải lo cái chuyện ăn uống đi, yên tâm, cái chuyện này là Phật A Di Đà bảo hộ hết. Ừ, lo hết trơn luôn. Lúc nào bao nhiêu gạo chở đến bao nhiêu là Ngài cho người chở lại hết. Quý vị coi nè, cuối năm nè, cuối năm mà một người 10 kg gạo nè, vị coi bắt đầu người ta chở gạo đến nè, mà ai kêu chở đến? Đứng cười cười vậy chứ không có đơn giản đâu ghê. Không đơn giản đâu, không cho xe chở đến đó, chở gạo đến, mà giờ toàn chở sẵn luôn 10 kg 10 kg, không nhà chùa khỏi cần ra gạo chỉ cho cực. Bởi vì Phật A Di Đà mà bố trí là tuyệt lắm, không coi cô kia chở đến 3 tấn gạo 10 kg 10 kg, nói ủa cô đâu mà cô chở đi đến đây, nói là con cũng nghe thầy giảng vài bài giảng thôi, nhưng nhà con là bán gạo, thấy không, mà bán gạo mà lúc này gạo bán cũng ế, trời ơi gạo mà đó không ăn cũng ế luôn, kỳ cục cái chàng, sao kỳ cục vậy, gạo ai mà không ăn mà ế mà nó không biết sao kỳ cục, bây giờ bán cái gì cũng ế, gạo mà nó cũng hơi ế, mà tự nhiên ngủ nghe văng vẳng bên tai đem gạo đến chùa hộ pháp cúng đi. Đem gạo đến chùa hộ pháp cúng đi, cứ đem gạo đến chùa hộ pháp tính cúng đi, nói 2-3 tiếng gì rồi xong, tự nhiên trong mơ con nói là cúng nhiêu thợ ở đây. Nói thêm câu là tùy khả năng mà cúng. Vậy đó, bà nói vậy khả năng con có khoảng 3 tấn thôi đem chợ lớp 3 tấn. Không, nó rõ ràng thôi, không đơn giản. Mà kêu là kêu ngay người bán gạo, chứ bây giờ kêu ngay cái nhà không có gạo rồi thôi, cái chuyện này sao kỳ cục vậy. Không có gạo mà kêu cúng gạo đi, là gạo đâu cúng. Giờ kêu ngay cái nhà bán gạo, không đơn giản đâu quý vị ơi. Thù thắng chưa? Không, trong Phật pháp mà nói gì cảm ứng quý vị, quá nhiều cảm ứng. Mà phải nói cảm ứng xác thực kìa, cảm ứng xác thực á, nên nhiều lắm, nhiều cảm ứng lắm. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, mà người ta muốn cái xây cái bệnh viện, mà sau này nghe nói bên Trung Quốc là bệnh viện, để là bệnh viện Tịnh Không vậy đó, có cái bệnh viện đó. Mấy vị biết rằng là người ta quyên góp ngay, mà cái xây bệnh viện đó là bệnh viện thiện nguyện mạnh lắm nghe. Bệnh viện đó là thiện nguyện mạnh lắm. Thì cuối cùng quý vị biết rằng ngày hứa, một thị giả đi theo bên cạnh nói: Hòa Thượng ơi, tiền bạc mình đâu có đâu Hòa Thượng. Hòa Thượng Tịnh Không nói: giảng pháp bao nhiêu năm nay, làm việc cho Phật A Di Đà, nếu cái việc này mà là vì chúng sanh, để coi phước duyên giảng pháp giảng kinh tu hành có làm sao. Ngài hứa một cái, người ta hỏi ngài mấy ngày chuyển tiền, ngài nói 3 ngày. Nói mạnh dạn 3 ngày chuyển tiền cho. Thì quý vị biết, mới có 1 ngày thôi là có người đem tiền đến. 1 ngày thôi người đem tiền đến, thỉnh hỏi Hòa Thượng. Hòa Thượng nói được rồi, chuyển ra chỗ đó đi. Hỏi sao con biết, cúng dường cho thầy, Phật A Di Đà kêu lại đây cúng. Đó, thấy không, Phật pháp hữu cầu tác ứng quý vị ơi. Mà tại sao mình cầu hoài mà không được? Mình cầu nhà mình có 1-2 người mà cầu cái gì? Thí dụ như bây giờ Phật Bồ Tát là nhìn cái chuyện quý vị hữu cầu là bao nhiêu chúng sanh đang cần, còn nhà mình có gạo nấu ăn đầy đủ, mình cầu thêm là mình tham. Phật Bồ Tát nào cho mình tham? Hiểu chưa? Vì tham quá đâu có. Phải chi vị có, vị đem lại cúng như những đức làm thì có nữa.
Tại vì sao? Vì vị cúng thì quý vị là hộ trì tam bảo, thì vị có để vị cúng, từ nơi đó mới có. Còn này có những người cầu cho cái nhà mình thôi, cầu cho gia đình mình thôi, nhà mình đã có chỗ ở được rồi, bây giờ mà cầu các cái biệt thự hoặc Bồ Tát nào cho vị tham, từ cái phước vị dạy thì chuyện đó vị hưởng. Còn nếu như vị cầu mà vượt qua cái phước quý vị hoặc Bồ Tát nào cho vị để tham, để đọa lạc. Hiểu nguyên lý này chứ? Nên tại sao trong nhà Phật nói là càng bố thí càng nhiều? Vì sao biết không? Vì sao càng bố thí càng nhiều không? Vì càng bố thí càng nhiều là vì quý vị càng bố thí, vì quý vị càng bố thí nó mới càng nhiều. Còn vị không bố thí thì sao có? Có làm chi? Có làm chi cho mấy công dữ cực khổ, thấy không? Do vị xả ra hết mới nhiều. Giống như cái ly nước này bị uống hết thì mới đổ nước khác vô, cho nó đầy rồi. Bây giờ vị để dành uống không? Nước khác có đổ vô đi chăng nữa cũng đâu có đổ được bao nhiêu đâu. Còn vị đổ cho người ta thì nước khác mới đổ vô. Nên càng bố thí càng nhiều là vì quý vị càng bố thí thì nó mới càng nhiều. Nguyên lý là vậy đó quý vị. Nó không chứ không thôi nhiều người người ta hiểu lầm. Một câu A Di Đà ăn tới già không hết, một câu A Di Đà Phật có tất cả. Nhiều người ta nói hỏi như Đức Thầy ơi, bây giờ con muốn cắt căn nhà lại, con cần niệm A Di Đà Phật là cắt được căn nhà hả thầy? Như Đức nói cô cứ niệm niệm Phật đi, cắt được không cắt được kệ cô. Nói câu vậy cho nó phân đôi hay hơn quý vị. Tại vì sao? Tại sao chùa này muốn cắt là cắt, cắt cho người ta ở chứ không phải cho những Đức với Hòa Thuận ở. Cắt là cho người ta ở, cắt là thờ Phật Bồ Tát trên chánh điện được tu hành, cắt nhà cho người ta ở thì Phật Bồ Tát mới kêu người cầm tiền đến để cắt. Còn nếu cắt mà những Đức với Hòa Thượng ở không có cắt chi, cắt nhiêu sập hết trơn. Những Đức với Hòa Thượng thì ở cái phòng là được rồi, bây giờ cắt chi nhiều để những Đức với Hòa Thượng ở. Bây giờ những Đức với Hòa Thượng cắt là để cho người ta ở, từ nơi đó thì Phật Bồ Tát mới kêu người đem lại để cắt. Nguyên lý Phật pháp là gì phải hiểu nghe, chứ hữu cầu là vì người ta mà hữu cầu á, chứ vì mình mà hữu cầu cái gì. Ờ, nó quý vị nghe Phật pháp gì nó thông tâm đó, nó hiểu được nguyên lý. Nhưng mà cái đặc biệt Phật pháp cho quý vị cái gì? Tự tại, an vui tự tại. Bây giờ nhiều người ta giàu thiệt giàu, người ta không biết tu, người ta cũng khổ te tu kìa. Quý vị bây giờ không giàu mà vui chùm mà còn gì nữa, bao chùm mà còn cái gì. Mỗi tuần đi chùa le rai, cừ le rai, người ta kiếm nụ cười đỏ mắt, kiếm nụ cười đỏ mắt không cười nổi, thấy không? Còn mình cười tối ngày, cười sáng mắt luôn. Mà cái người không tu nghe vị, quý vị cười sáng mắt quý vị mà tối mắt họ, cười với nó tức quý vị ơi, mình cười với nó tức. Những Đức giảng người ta cười hì hì hì, có những người bình luận nói vô duyên cười hoài. Có cái bà cái bình luận nói tôi cười kệ tôi. Thấy thấy chưa? Nó bị cười sáng mắt vậy mà tối mắt người ta. Tại vì người ta không cười nên người ta gặp cái bị cười nó tức, ganh tị. Thấy người ta cười mà cũng ganh tị nó ngộ tí ghê. Lạ chưa? Nhận Đức nói với mấy cô nghe, mấy cô chỉ cần cười thôi là mấy cô sẽ đẹp 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 xung hộp luôn. Vì sao chư tổ sư dạy nhàm chán ta bà? Vì thấy sự hơn thua đấu đá của họ dữ quá. Cả người thân, vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cháu đấu đá hết. Người tu cũng đấu đá, không tu cũng đấu đá, đủ chuyện đấu đá. Nên cái cõi ta bà này nó quá hơn thua đấu đá quý vị. Nên mình chán là chán cái hơn thua đấu đá. Giờ muốn dạy họ không biết sao dạy, tại vì chúng ta chưa có đủ năng lực. Nên tổ sư kia mình nhàm chán cái hơn thua đấu đá. Mà các ngài nói chán ta bà là chán, nhàm chán cái hơn thua đấu đá. Vì cái hơn thua đấu đá nó đã vô lượng kiếp, hơn thua đấu đá nó không giải quyết được vấn đề sanh tử. Nên dạy mình là nên nhàm chán cái hơn thua đấu đá đó đi.
mà đừng có bỏ họ. Mình phải cố gắng tu niệm Phật, mình về cực lạc rồi mình trở lại mới giúp họ. Thấy không? Nhiều người ta không hiểu nguyên lý, ta nghĩ rằng nhàm chán ta bà là đá đủ hoàn cảnh gia đình. Không phải, không phải đâu. Dù họ có đối xử tệ với mình cỡ nào mình cũng không đá đổ họ được. Mà mình chán nhàm cái việc đấu đá hơn thua. Mình tu với mình thấy cái đó là phiền não, nên bản thân mình không muốn nữa thôi. Chứ thật sự người tu cũng thông minh lắm. Nếu mà một kia mình đi đấu đá mình cũng hơn người ta. Mình khôn, ngồi mình suy nghĩ đủ cách thủ đoạn, mình chơi họ sát dán luôn cũng được. Nhưng mà mình nhàm chán rồi mình không muốn làm điều đó nữa thôi quý vị. À, ngày xưa mình hơn thua đấu đá là mình vì cá nhân á, bản thân của mình đi đấu đá để giành giật mà không có được cái gì. Nhưng khi học Phật rồi, trong nhà Phật dạy thông minh dữ lắm, có trí tuệ, nên nếu mà không có tâm giải thoát thì thủ đoạn ghê lắm. Nếu mà tu hành mà không có tâm giải thoát là thủ đoạn hại người ghê lắm quý vị. Giống như giết người mà không thấy máu. Sao giết người không thấy máu? Dụ dỗ họ, rồi làm cho họ thương yêu mình, rồi bỏ rơi họ chết đâu có miếng máu nào. Nên trong nhà Phật nó có hai mặt. Nếu như mà nó không có tâm giải thoát là nó hại kinh lắm, nó rất là kinh khủng luôn, không có giỡn đâu nghe quý vị. Nhưng nếu mà thật sự mình có tâm giải thoát là mình sẽ lợi ích cho chúng sanh nhiều. Tại mình vì người ta không à, mà vì người ta giết rồi bản thân mình không có phiền não. Tại mình vì người ta mà mình hiểu mình mới không phiền não. Còn có những người, người ta cũng vì người ta mà người ta càng vì người ta càng phiền não. Vì sao ấy? Người ta tính toán. Tại vì người ta cái ta mới tính toán. Tính toán là tại sao mà tôi vì mọi người đối xử với tôi vậy? Tại sao không nghe lời tôi? Nên đó là mình thiếu trí tuệ nên mình nói câu đó nên mình phiền não. Nên người trong nhà mình vì họ mà mình bị ái tình buộc ràng. Nên từ nơi đó mà họ không nghe lời mình, họ trở mặt với mình tức. Cả mình tu mình cũng bị họ kích động ngược lại. Nó, mình khuyên họ niệm Phật, khuyên họ tu này kia, họ trả lời ngược lại không. Nó, hoặc là mình nói này kia tốt, mình chỉ điểm họ, mình muốn họ tốt, giống như mình được tốt. Mà mình lại không có trí tuệ. Mình không hiểu được rằng là Phật Pháp độ người có duyên. Họ chưa có duyên đến mà mình bắt buộc họ làm chi. Nên cuối cùng nó quay ngược lại với mình. Nó làm cho mình tức, nổi máu lên. Nó máu sân si lên, phải không? Thì mình biết rằng là mình không có trí tuệ. Chứ nếu như mình có trí tuệ thì mình tự tại quá. Thì mình cứ nằm mình ngủ ngon đi. Còn nó thức, nó cứ chằn chọc kể nó. Mình nói nó cái cách này mày nằm sẽ ngủ được nè. Mày nằm cái cách này được đó. Nó hồng, tao không nằm cách đó. Mình nói mày không nằm thì thôi, tao nằm. Thì mình cứ ngủ cho ngon đi. Mình ngủ bữa nào mình cũng ngủ ngon hết trơn đi. Rồi từ từ nó sẽ để ý, nó khỏi cần hỏi. Mà nó để ý cái cách nằm của mình, nó nằm theo. Hiểu không? Nhớ nghe. Rồi mình ăn chay niệm Phật mình vui vẻ, mình cứ ăn chay niệm Phật mình vui vẻ, an lạc đi. Lâu ngày từ từ nó cảm hóa. Nó có thời gian. Cái sức cảm hóa con người lý giải để cho người ta hiểu. Nhưng thân giáo nó còn thù thắng hơn. Tại vì quý vị nghe được lý giải, quý vị áp dụng phương pháp. Khi quý vị áp dụng được phương pháp rồi thì người ta chỉ nhìn thân giáo từ quý vị. Tại quý vị chưa có khả năng gì để dạy người ta chứ. Đối với người nhà họ nói mình dạy đời, họ tức. Mình là ai? Là vợ tao thôi mà dạy tao gì? Mày là ai? Mày là chồng tao thôi dạy tao gì? Ngang ngang mà. Đúng không? Có khi còn hôn nhau mà mình còn dạy tao gì? Mày còn hôn tao thì mày không có cửa dạy tao. Nó nghĩa là ý là còn tình cảm như vậy tại sao dạy tao gì? Hiểu không? À, có khi tao còn gần gũi sống với mày mà mày dạy tao. À, mày còn thấp hơn tao mà dạy tao gì? Đó, cái đó là khó dạy người trong nhà đó quý vị. À, xác thực đó nghe. Khó dạy người trong nhà là gì? Nhưng mà mình nói tôi thấp hơn ông, nhưng mà cái khả năng học tập của tôi là có khả năng của tôi. Tôi có sự an lạc của tôi không cần nói gì. Thì tự ổng sẽ nhận thức và học mình. Hiểu không?
Đó, nên vì dùng thân giáo là tự quý vị bản thân cứ hành trì đi, mà nó sẽ đỡ tối đa cái phiền phức. Tại vì duyên chưa đến mình có nói cũng không được cái gì đâu. Còn người ta là có duyên nói, nghe không nghe kệ, nhưng họ có duyên được nói, họ tá lạ binh, nó nói nó dễ tứ tung lang tan, chúng nào dính nấy, không chúng thôi. Hiểu không? Chúng nào dính nấy, không chúng ngửi mùi. Vậy thôi vị. Giống như bây giờ vị lấy chai dầu thơm bị xịt cho người thì ta lại gần vị nghe mùi thơm. Thấy không? Quý vị ngửi được mùi thơm của chính bản thân quý vị là do gì? Dầu thơm vị đã dính vô người. Nhưng mà người ngồi gần quý vị nó cũng nghe được mùi thơm. Nên từ nơi đó con người chúng ta được nghe Phật pháp, ai tiếp nhận thì được lợi ích theo cái tiếp nhận. Còn ai nghe qua thì được lợi ích của cái nghe qua. Tùy duyên thôi. Thấy không? À, Phật độ chúng sanh vô lượng kiếp, mà phàm phu muốn độ một đời không được đâu, phiền não chết một. Nhưng Đức nói quý vị nghe, cái người mà ở xa xa, quý vị nghe nhà Đức giảng vì sẽ được lợi ích lớn hơn cái người ở bên cạnh như Đức. Từ xưa tới giờ thường là người bên cạnh không nghe. Dù những buổi giảng gì nó có nhiều cái lợi ích lớn lắm, nhưng mà người bên cạnh ai cũng bận, dù có rảnh cũng không ngồi nghe nữa. Mà dù có ngồi làm phim đi chăng nữa cũng không nghe nữa. Tôi làm phim thôi chứ không có nghe. Cuối cùng lỡ qua hết tất cả những câu hay, cuối cùng sống với người đó chỉ là được chơi với người đó thôi, chứ học pháp với người đó thì không học được. Lâu ngày thì cái tâm thành ra tâm gì? Ngang nhau, không có cung kính. Còn cái người ở xa thì họ gặp họ lại te tua, nên mỗi câu họ phải gắng cố gắng nghe, nghe thì họ được lợi ích. Nên có những người họ ở xa họ quý mình thiệt là quý, họ đến gần họ học tập với mình nói nếu như ở xa được thì đặc biệt quá. Nghe không? Rồi nếu như đến gần mà giữ tâm ban đầu thì đúng là số 1 luôn. Nói gì nữa bây giờ? Mỗi một hành động việc làm người đó mình đều chú ý, học được hết trơn. Thì sau này người đó thành công thì sao mình thành công gì? Như bản thân những Đức học thầy trên kia 5 năm thôi, ra trường thấy làm việc ghê chưa? Đó, mà số lượng con người mấy trăm người đó, có người nào ra trường như những Đức đâu. Mình những Đức ra trường là làm việc được luôn. Nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng 5 năm tạm dừng không nghe nữa. Người ta đi nhồi nhét suốt, những Đức không nghe nữa. Tại sao ai dạy tôi điều này? Tôi tự suy nghĩ ra cái gì, không nghe nữa. Tại vì sao? Nghe đủ rồi, bây giờ phải làm nè. Thì khi tôi làm mà tôi mới nhớ lời Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Lúc đó nhớ lại kể còn hay hơn lúc nghe nữa. Tại lời giảng của Tịnh Không là chánh văn kinh, còn lời giảng mình gọi là lược giảng về văn tự, chánh văn phù hợp nhân sinh. Đó. Còn ngài là chánh văn kinh, là nguyên văn kinh tương đối nhiều, nên nghe mà hiểu được một câu thôi là mà làm thì cũng là lợi ích lớn lắm. Tại nó thông hiểu được cái kinh giáo. Còn những Đức là giảng rộng ra về cái cuộc sống nhân sinh luôn rồi, mở rộng ra đó. Thì nhiều người ta thấy nó quá đơn giản. Cuối cùng nhất là những người trí thức mà về học vị ấy, người ta sẽ chê, chê là quá đơn giản, người ta không nghe. Nhưng mà chê thì phải ngồi suy nghĩ. Vì quý vị có học vị thì mục tiêu cũng độ sanh. Quý vị đi rủ người ta vài chục ngàn người lỡ đi tổ chức pháp hội đi, đúng không? Rủ ngàn người còn chưa được mà đừng nói chỉ mấy chục ngàn người. Vậy mà tại sao văn tự kinh tôi đơn giản mà tôi rủ quá chừng nhiều người ta? Vậy thì mình phải nhìn ra căn tính của người ta đang cần cái gì. Giống như mình là người kinh doanh cái gì, mình nhìn xã hội nó đang cần cái gì để mình mở ra cái vị trí kinh doanh đó phù hợp, đúng không? Một phần là nhìn được, một phần là phải gặp thời nữa. Nó nhiều yếu tố kết hợp lại mới thành công được nhiều lĩnh vực trong cái cuộc đời. Phải nhìn ra. Tôi không có khả năng gì nhưng tôi nhìn ra được thôi. Mà tôi nhìn ra được là tôi đi tìm ở đâu để học. Người bên cạnh tôi bao la mà tôi để ý thôi. Đúng không? Bản thân chúng ta đang cần cái gì, chúng ta biết chúng sanh đang là như vậy rồi. Vì chúng ta và họ là một. Một nguyên lý của kẻ phàm phu.
dù bạn ở nơi nào đi đến đây thì bạn phải xem bạn là căn tính của phàm phu, tại vì bạn căn tính của phàm phu mới sanh đến đây. Dù bạn là Phật Bồ Tát đi đến đây, nhưng bạn phải là căn tính của phàm phu mới đi ở đây. Hãy nhớ kỹ điều này. Còn đa phần người cao siêu, người ta không cho người ta là căn tính của phàm phu, nên người ta không cho người ta căn tính của phàm phu, làm sao nhìn được căn tính phàm phu. Nên cái đưa phương pháp ra là nó cao siêu quá, nên người ta áp dụng có được. Nên mình là dù có ai đi chăng nữa, mình cũng phải là căn tính của phàm phu, phải đặt mình vào căn tính của phàm phu để hiểu ra phàm phu. Phàm phu mê hoặc điên đảo ở trong ngũ dục lục trần. Chúng ta ở trong ngũ dục lục trần, chúng ta điều chỉnh ra, chúng ta biết mình ở trong ngũ dục lục trần, cái gì là cái làm mình mê đắm, cái gì là cái làm mình mê đắm, để rồi mình ở trong đó mình thoát ra, để rồi mình mới đi vào ngũ dục lục trần, mới dẫn họ ra ngũ dục lục trần. Những cái điều này quý vị thấy văn tự quan trọng ghê không? Quá quan trọng luôn, nếu để ý ra là nó quá quan trọng. Nhưng mà người bên cạnh những đứa có khi họ không bao giờ để ý cái chỗ này luôn. Họ cho rằng ông thầy vui vẻ gần gũi chơi với mình là quá bình thường, nhưng họ không biết cái đỉnh cao kia, rồi đi xuống cái thấp nhất để chơi chung. Thì cái đó là cái mà nó mới thật sự là đặc biệt quan trọng để học. Nó. Vậy là đã dạy hết rồi, chỉ điểm đã chỉ hết rồi. Nhưng mà họ cho rằng thời gian dài họ không cố gắng, nhưng mà họ bỏ ra thời gian, cuối cùng họ không được cái gì. Còn những đức thì trong 5 năm là những đức đã gây dựng được rồi. Tỉ mỉ, siêng năng, chuyên cần. Những đức là chuyên cần đó quý vị. Chuyên cần thật sự đó, trong 5 năm học tập của những đức á, cái gì cũng làm qua, cái gì trong chùa cũng nhào vô làm. Nhiệt liệt hết mình, từ ngày lẫn đêm, thấy chưa? Ta làm giết người ta thông hiểu trong cái công việc làm, rồi đối nhân xử thế ở trong con người làm, rồi bao nhiêu con người làm công quả ngồi chung với họ, nghe họ nói chuyện, nghe họ nói chuyện mà học được cái căn tính của họ. Đó, cái để ý đó đó mà cuối cùng sau này giảng pháp. Nó giảng pháp như đức là học gì đó quý vị. Nên ngồi xuống là chia sẻ đúng không? Mà người ta lại nghe được. Đa phần ta đều nghe được. Nên những đức nói quý vị có học vị cao cỡ nào, hay hạ mình xuống vô cái cuộc sống nhân sinh. Vì có làm lãnh đạo cao cỡ nào, như quý vị phải nhớ đó. Bác Hồ này nó lấy dân làm gốc. Tại sao nó lấy dân làm gốc? Vì nhân dân mới tạo ra sự nghiệp cho xã hội chúng ta. Mình là người lãnh đạo, là người chỉ đạo. Chỉ đạo thôi. Mà mình chỉ đạo sai là mình thất bại. Mình chỉ đạo cho nhân dân làm, nhân dân làm mà đóng thế là cho mình. Từ nơi đó gọi là dân giàu thì nước mạnh là do gì? Mình biết chỉ đạo nhân dân và thương dân. Thương dân là như thế nào? Là chỉ người dân để cho họ làm sao để họ được bản thân lợi ích. Khi họ được lợi ích, họ mới cảm ơn người lãnh đạo ở trên chỉ đạo cho họ được lợi ích, trả ơn cho mình. Dân giàu nước mạnh là vậy đó quý vị. Thì cái việc này tại sao Nhân Đức hiểu? Thì cái việc của Nhân Đức là Nhân Đức chỉ đạo cái người trong chùa họ được lợi ích, họ an lạc, họ mừng, họ cảm ơn. Xong Nhân Đức mới chỉ đạo cái người Phật tử đi đến chùa, họ được lợi ích, họ cảm ơn. Khi họ đã cảm ơn rồi thì cái gì ngon ngon họ đem lợi ích chứ, khỏi cần kêu cũng đem lợi nữa quý vị. Khỏi cần đi quyên góp chứ, tự đem lợi ích chơi quý vị ơi. 100% luôn. Hồi sáng tôi mới cúng 1 tấn nhãn, 1 tấn nhãn bẻ, mới bẻ trên cây xuống luôn. Trồng vườn nhãn bẻ đem cúng chuồng chùa hết trơn, cúng vườn chùa hết, thấy không? Đó là tại vì sao? Chỉ đạo cho người ta lợi ích, ta cảm ơn mình. Nói cái lợi ích là do gì, từ đâu ra? Người ta đem lại cúng dường, đem cho người khác ăn. Cái người cúng dường người ta có thể đang ở ngồi đâu đó đó, họ ngồi đâu đó họ coi đó. Mình đem đồ của họ cúng, mình đem cho người ta ăn hết đi. Họ nói được, nghe đem lại nữa. Chùa mình thì sao mà bưởi chuối đồ ăn được quá trời, mà 2000 người ăn mỗi ngày, ăn hết, ăn hoài ăn cũng hết nữa. Tại vì sao? Vì cái ăn tình, cái ăn huệ, nghĩ thức dành cho người ta nhiều quá. Trong lòng người ta cảm kích, cảm ơn, người ta muốn cái gì để mà gỡ cho những đức. Các vị biết đồ ăn, thức uống mà ta gỡ cho những đức đâu có ăn gì, những đức cho người ta ăn hết trơn. Đó. Mà cứ gỡ đi là tốt. Tại vì sao? Những người bên cạnh những đức, có những người ta còn trẻ, người ta thích ăn, thì cứ gỡ những đức đi. Đức cho người ta ăn thì cũng như những đức ăn rồi,
thì họ thế như thế làm một số việc để lo cho quý vị. À, nó sửa sổ đồ anh xu đồ mua hết đi để như nó cho mấy bà già uống. Đức cho mấy bà cụ già uống, mấy bà cụ già tội nghiệp bà mới gặp như Đức cho hộp sữa bà mừng lắm. Đó, nên đi đâu những Đức ơi xách đồ theo học Bác Hồ. Bác Hồ đi đâu cũng cầm theo bịch kẹo, bịch bánh. Đúng không? Đó. Bao nhiêu gia đình đi đến, nít nó gặp những Đức, cha mẹ đều dẫn đến. Thầy ô thầy, nhỏ nó ham thầy lắm, nó mừng lắm. Nó gặp thầy nó mừng lắm. Thì cho nó chụp mô hình đi, nó nhà nó nghe thầy giảng, nó thích thầy lắm. Đó. Vì thấy cái tâm mình thương con nít, thì con nít nó thích mình. Từ nơi đó mình phải kết duyên. Cái duyên nó thù thắng, nó mới lập nên sự nghiệp của cuộc đời. Chứ không có duyên dùng chứ làm sao lập sự nghiệp cuộc đời. Thấy không? Duyên nghĩ chứ mà lập sự nghiệp cuộc đời gì giờ? Sao cũng được, miễn sao mà về cực lạc được rồi. Đó. Mà muốn về cực lạc thì phải làm sao? Ôi. Mà niệm Phật thì đừng có buồn ai để trong tâm nghe. Nhớ buồn để trong tâm là hết năng lượng nghe quý vị. Ai đây muốn giảng sanh đưa tay lên coi. Phải giảng sanh phải lắc cái tay. Phải lắc tay. Lắc tay làm chi biết không? Buồn xuống buồn dặn nghe. Buông xuống cái mặt cảm nghèo nghe. Buông xuống bệnh đau nghe. Buông xuống tật nguyền nghe. Buông xuống mình bị ở giá nghe. Hiểu không? Rồi hẹn gặp ở cực lạc các vị ơi. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.